Rồi ok, chúng ta bắt đầu. Hôm nay cô sẽ ôn lại cái phần sinh hóa cho mấy đứa. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung bài tiếp theo là bài nhận định vi khuẩn. Hôm trước những cái phản ứng sinh hóa này chúng ta đã đọc qua rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ gọi từng bạn đọc giải thích phản ứng sinh hóa. Mỹ Uyên có đây không em? Nếu cô em có Ok, Uyên đọc giùm cô những cái phản sinh hóa sau đây. Rồi, đầu tiên là ure. Ure. Nếu cô là âm màu cam âm tính nè. Âm tính như thế nào thì mới dương tính vậy Uyên? Nếu cô là màu hồng mới có dương tính. Màu hồng tím á. Ủa em là lớp này hay lớp khác vậy? Dạ lớp này cô. Rồi ok. Kế bên si chat là dương tính ạ. Dương tính. Rồi ông Indon. Indon là cô là âm tính. Âm tính. Em e mr mr cô là dương tính ạ. Rồi ok được rồi, cảm ơn Uyên. Dạ cảm ơn. Rồi Bảo Trinh. Bảo Trình có đây không em? Dạ có không? Ok, trình đọc cho cô những phản ứng sau. Phản ứng đầu tiên là phản ứng citrate này. Đây, citrate này âm hay dương? Dạ cô là âm ạ. Vậy thì như thế này là âm hay dương? Dạ dương là nó màu xanh dương. À, ống indoor vậy là âm hay dương? Chỗ nào cô? Đây. Cô indoor là âm ạ. Còn indoor chỗ này? Dạ là dương cô. Trong ống indol thì cô sẽ nhỏ thuốc thử gì vậy Trình? Dạ trong nhóm indol nhỏ thuốc thử Covax cô. Đúng rồi, nhỏ thuốc thử Covax ha. À, đợi cô chút xíu. Rồi đối với cái ống này là ống này là thực hiện cái phản ứng lên men đường. Ví dụ như đây là lên men đường lacto. Vậy cho cô biết này là âm hay dương? Màu như thế này là âm hay dương? Dạ dương cô, màu vàng là dương. À đúng rồi, như vậy thì như thế nào gọi là âm? Dạ nó không, nó màu không phải một cái màu kiểu như nó màu màu đỏ nha. Rồi được rồi, cảm ơn em. Phương Trinh có đây không em? Phương Trinh. Dạ có. Ok, Trinh đọc cho cô bốn phản ứng này đi. Cái nào cô? Bốn phản ứng trong khung á. Đây. Dạ, indol là âm tính. MR là âm tính. BB này cũng BB này là có vùng đỏ không ta? Cái không? À, cô lưu ý cho em luôn, hôm trước chúng ta nói là VB là nó sẽ như thế này, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện thế nào là VB dương tính vậy Trinh? Dạ là có một vòng đỏ. Có một vòng đỏ, tuy nhiên nếu người ta để lâu và người ta lắc lên thì nó có thể đỏ cả ống nha. Dạ vậy cái này là dương tính. Sự trái này cũng dương tính luôn. Rồi cho cô biết nè, trong indol nhỏ thuốc thử gì? Dạ trong indol là nhỏ thuốc thử Covax. Em e xài chỉ thị. Em e xài chỉ thị methi đỏ. Methin đỏ. VB. VB là xài KOH 40% với lại sau nhỏ alpha natto 5%. Đúng rồi hả? Và nhỏ alpha natto 5%. Si chát. Dạ si chát là nhỏ chỉ thị xanh protimon. Sandromotimon, rất là tốt luôn. Cảm ơn Phương Trinh. Rồi, tiếp tục. Kim Tiên có đây không em? Dạ có không? Kim Tiên. Rồi. Rồi, Kim Tiên đọc cho cô những phản ứng sau đây. Đầu tiên là ống này là kiểm tra cái cơ khả năng, xin lỗi, kiểm tra cái khả năng lên men đường Luco. Nên là âm hay dương?
Dạ, Luco cô. Dạ, cái này là không lên men là âm tính. Này, cái này là dương tính. Đó. Tại vì khi mình học rồi mà, lên men thì tạo ra acid nó chuyển sang màu vàng. Citrate thì là âm hay dương em? Dạ, dương cô. Dương. Indon. Indon này, dạ, âm hay dương? Indon này là âm cô. Âm. Ure. Dạ, ure. Dạ, này là dương. Ure xài chỉ thị gì em? Dạ, ure xài chỉ thị phenolphthalein. Trong phản ứng ure thì người ta sẽ kiểm tra cái khả năng hình thành nên cái kiểm tra sự có mặt của enzyme gì vậy bé? Dạ, urea. Urea, rồi rất là chính xác luôn. Kim tiên đúng không em? Dạ đúng rồi cô. Rồi, cô mời Bích Thủy đọc cho cô dạy phản ứng sinh hóa này. Bích Thủy. Phản ứng lên trên. Ừ, hàng trên từ trái qua phải, dưới từ trái qua phải. Cô là hàng trên indol là dương, dương. MR là dương, VB là âm, OVB. Cái vòng đó không thấy rõ cô. Đoán đi. Nó là dương. Còn si chán là âm, ở dưới là indol là âm, MR là âm, VB. À, lộn đi chứ. VB ở dưới là dương, si chát là dương. Ok, rồi, cảm ơn Bích Thủy. Anh Thư. Dạ. Là đọc cho cô bốn phản ứng này. Đọc đi bé. Y là indol, M là MR, V là VB, C là citrate. Có indol là, có indol là âm, MR là MR âm, VB dương, citrate dương. Đúng rồi, tại đây VB dương rõ cho nên em e ra cái màu không rõ ràng như thế này là âm. Ha, citrate dương. Rồi, ok ha. Cho cô biết nè, cái kết quả của phản ứng MEVB á, nó sẽ cái kết quả nó luôn luôn có cái đặc điểm như thế nào với nhau? Cô là luôn trái ngược nhau. Luôn trái ngược nhau, và trong cái phản ứng á, trên này nè, là vi khuẩn của cô có khả năng lên men sinh ra hợp chất gì vậy em? Của cô là MR thì sinh ra hợp chất acid, còn VB thì sinh ra acetoin. Không, đối với cái giải phản ứng sinh hóa hiện tại này là vi khuẩn mà đang cấy là nó sinh ra hợp chất gì? Có là carbohydrate đúng không? Không phải sinh ra carbohydrate. Carbohydrate là cơ chất để cho nó sử dụng mà. Ở đây đó, phản ứng VB dương tính có nghĩa là nó lên men sinh ra hỗn hợp acetoin. Ôi giời ơi, học thì phải hiểu chứ. Rồi, tên gì đó em? Dạ, anh Thư. Rồi, cảm ơn anh Thư. Tiếp theo, Thanh Thảo có đây không em? Dạ, có cô. Rồi, em đọc những phản ứng này đi. Dạ, indo, ống đầu là dương tính, ống sau là âm tính. MA là ống đầu là âm tính, VB. Cái ống này là VB phải không cô? MEVB. VB là dương tính, citrate. Ủa? Citrate ống đầu là âm tính, ống thứ hai là dương tính. Âm tính, dương tính. Rồi cho cô hỏi nè, trong phản ứng indol á, là phản ứng này dùng để kiểm tra sự có mặt của enzyme gì vậy bé? Indol là tryptophan S. Tryptophan chứ không phải tryptophan nha.
tại vì tryptophan là cơ chất, enzyme là tryptophan nè. Còn phản ứng MEVB dùng để kiểm tra cái gì vậy bé? MEVB là sự kiểm tra sự có mặt của hỗn hợp axit hoặc là aceton. Hỗn hợp axit hoặc acetoin nha. Rồi, ok. Nếu vi khuẩn sử dụng citrat thì nó sẽ tạo ra hợp chất gì vậy em? Hợp chất gì để chúng ta? Đúng rồi, amonia có tính. Dạ, có tính axit. Có tính kiềm, trời ơi, amonia có tính axit. Trời ơi, đây là đúng hết từ đầu tới cuối luôn đó. Rồi, thôi được rồi, cảm ơn Thanh Thảo. Huỳnh Phụng có đây không em? Dạ, có cô. Để em đọc cho cô giải phóng sinh thái này đi Phụng. Thưa cô, indole là dương tính, MR là dương tính, VB là âm tính, còn citrat là âm tính. Ok, cho cô biết là ở trong cái dạy phản ứng sinh hóa này với kết quả như vậy thì vi khuẩn của cô có những hoạt tính enzyme nào vậy Huỳnh Phụng? Dạ thưa cô, enzyme dạ cô là tryptophana. Tryptophana tiếp tục MEVB citrat. MEVB citrat là có có hỗn hợp axit và acetonin. Quan trọng là em không phải đọc theo lý thuyết nữa mà bây giờ cô hỏi em là với phản ứng dương tính âm tính như vậy thì vi khuẩn có hoạt tính enzyme nào và không có hoạt tính enzyme nào? Vậy là nó chỉ có tryptophana thôi, còn mấy cái âm là không có hoạt chất ạ. Vậy chứ em nó cũng dương tính nè. Đây, bạn khác. Tố Nhi có đây không em? Dạ có. Rồi Tố Nhi cho cô biết tương tự câu hỏi như vậy, vi khuẩn trong bốn ống này nó có hoạt tính nào, không có hoạt tính nào? Cô là indole có hoạt tính tryptophana, còn ME có hoạt tính lên men. Lên men tạo cái gì? Cô lên men tạo hỗn hợp axit. Acid hữu cơ, được chưa? Rồi, và nó không có hoạt tính enzyme nào? Cô là không có hoạt tính lên men tạo acid, tạo acetoin với là với lại ống cuối là gì? Ống cuối là citrat, không tạo NH3. Đúng rồi, không tạo NH3, hay nói đơn giản hơn đó là nó không có khả năng sử dụng citrat, được chưa? Như là một nguồn carbon. Ok, rồi đọc giải phản ứng sinh hóa này đi Tố Nhi. Thưa cô, indole là dương tính, ME dương tính, VB dương tính, citrat âm tính. VB này là âm nha em. Rồi, Như Ngọc, có đây không em? Dạ có cô ơi. Rồi, đọc giải này đi Ngọc ơi. Dạ cô là cái đầu tiên. Dạ cô, đầu tiên là có dương tính. Cái B là cũng là dương tính, cái C. Ủa em thấy em không biết gì hết, sao em đọc phải rồi vậy? Em đoán coi cái nào, cái đầu là gì vậy? Dạ cô, cái đầu là in. Đúng, hay. Dạ tại em nhớ thôi cô. Ok, rồi cái cuối là gì vậy? Dạ cái cuối là citrat, nó âm tính. Cô ạ. Ok, bây giờ cho cô biết là
Câu hỏi về phản ứng lên men đường. Phản ứng lên men đường á thì nó sẽ có cái cơ chế phát hiện phản ứng âm tính dương tính như thế nào, em nói cho cô nghe. Dạ, lên men đường nếu mà nó là âm tính á, thì nó sẽ có màu hơi gọi là nó sẽ xuất hiện ra là hai phản ứng MR với BB. Không, khả năng lên men đường, vậy là nó sẽ có màu hơi vàng vàng. Đúng là dương tính, nhưng mà ý nó là thuốc thử là gì và nó sẽ tại sao nó lại có chuyển màu như vậy, nó dựa vào cái hợp chất gì sinh ra? Dạ là nó sẽ có gì hợp, nếu mà là axit hữu cơ cô thì nó sẽ dùng thuốc thử methyl đỏ, nó nếu mà nó dương tính thì nó sẽ ra màu đỏ luôn, còn mà cái nó tạo ra hợp chất acetoin thì nó sẽ xuất hiện cái vòng màu đỏ thì mình sẽ nhận nó là dương tính. Không, ôi giời ơi, phản ứng lên men đường đó là nó sẽ có khả năng lên men đường, nó tạo ra axit, thuế chỉ thị đỏ của nó chuyển thành màu vàng thôi mà. Còn cái kia là cái sản phẩm, là cái cơ chế, cái cơ chế nó lên men nó hình thành cái gì. Rồi, tên gì đó, em Như Ngọc hả? Dạ đúng rồi cô. Rồi, Ngọc đọc thêm cho cô những phản ứng này đi. Cái SEM này là indole nha Ngọc. Dạ dạ. Dạ cô, cái citrate đầu tiên, cái ống thử nghiệm đầu tiên nó sẽ là âm tính. Cái ống thứ hai, kết quả nó sẽ là dương tính. Cái ure. Dạ ure đầu tiên là nó sẽ âm tính. Và cái ure ở cái kết quả phía sau nó sẽ là dương tính. Còn cái indole, cái cuối cùng là indole đúng không cô? Indole đúng rồi bé. Dạ, cái ống 1 là nó sẽ âm tính và cái ống số 2 nó sẽ dương tính. Ống 1 âm tính, ống 2. Ống 2 cũng âm tính nha em. Ta đâu có dương tính đâu. Rồi, cảm ơn Ngọc. Hiếu Ngân, có đây không em? Dạ có. Rồi, ok, cho cô biết nè. Cái ống đầu tiên là kiểm tra cái khả năng lên men đường mannitol, âm hay dương? Dạ, dương tính hả? Dương tính, thế nào là âm? Âm là nó sẽ có màu đỏ. Chỉ thị sử dụng là gì em? Phenol red ạ. Phenol red, quá trình lên men sẽ sinh ra hợp chất gì mà đổi màu chỉ thị? Hợp chất axit ạ. Hợp chất axit, đúng. Rồi, cái metin này là âm hay dương? Hiếu Ngân. Dạ, dương tính hả? Dương. Indole. Indole là âm ạ. Ure. Ure. Dạ, âm tính hả? Citrat. Dạ, âm tính. Vi khuẩn mà có hoạt tính urea thì nó sẽ có khả năng phân giải ure tạo thành. Tạo thành NH3 và CO2 ạ. Nó tạo ra cái môi trường có tính gì em? Dạ, tính kiềm. Đổi màu chỉ thị thành? Màu hồng tím. Màu hồng tím, chỉ thị sử dụng là? Phenolphthalein. Đúng rồi, cảm ơn Hiếu Ngân. Tiếp tục. Rồi, Công Minh. Đợi cô chút. Rồi, Công Minh đọc cho cô mấy phản ứng sinh hóa này. Đó, nó có ghi thứ tự rồi nha. Left to right. Có cái gì đó đọc đi.
Indon, âm, em âm, chí chát, âm hay dương? Đúng rồi, dù cha có một ít thanh dương thì cũng là dương, chỉ có điều khả năng phân giải si chát của nó chậm hoặc là kém thôi. Được chưa? VB là âm hay dương? VB là dương. Rồi, cho cô biết là đối với phản VB mà dương tính như vậy thì vi khuẩn có khả năng lên men sinh ra cái gì? Có khả năng sinh ra, lên men sinh ra acetoin. Ok, rồi. Như vậy thì vi khuẩn này có khả năng lên men sinh ra axit hữu cơ không em? Rồi, ok. À, Công Minh, cảm ơn Công Minh. Duy Khương có đây không em? Có rồi. Ok, Khương đọc cho cô phản ứng sinh hóa. Rồi, đọc cho cô phản ứng này đi. Cứ hai ống kép, hai ống này là ME nè. Cái ống này là VB nè. Cô ống đầu tiên á ME là dương tính. Ừ. Ống thứ hai là âm tính. Ống VB ống đầu tiên là dương tính, ống thứ hai là âm tính, C-chat là dương tính thôi. Rồi, cho cô hỏi nè, về việc mà sử dụng được những cái hợp chất chứa lưu huỳnh đó em, thì nó sẽ tạo ra cái sản phẩm là gì và phát hiện bằng cách nào? Hợp chất chứa lưu huỳnh nó sẽ tạo ra kết tủa đen. Kết tủa đen. À, và ý là cái sản phẩm của cái quá trình đó là H2S. H2S sẽ kết hợp với cái thuốc thử gì em? Kết hợp với thuốc thử FE 2 cộng cho ra kết tủa đen FES. Đúng rồi, cho ra kết tủa đen FES là phản ứng dương tính. Thôi được rồi, cảm ơn Duy Khương. Ok, chúng ta sẽ dừng ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp và lấy nữa những bạn còn lại sẽ đọc cái phản ứng tiếp theo. Còn ai đây? Ôi còn nhiều thế. Quốc Bảo nha, Minh Chiến nha, Ngọc Duy nha, Quỳnh Giang nha, Công Hiếu nha, Văn Hoàng, Mai Hương, Quỳnh Khánh, Duy Khương. Ôi còn lắm thế. Duy Khương mới đọc được rồi. Ôi dạ, sorry. Lạ lẽ quá hả. Lấy nữa tôi cũng hỏi tụi hai thôi. Quỳnh Khánh, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo. Hả? Như vậy thì hôm nay đợi cô kêu nãy giờ đằng nào cũng tới thôi. Rồi, bây giờ cô sẽ đi qua phản ứng tiếp theo là ống KIA nha mấy đứa. Môi trường KIA. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái thành phần môi trường tiếp theo. Hả? Đó là môi trường ống KIA. Như vậy thì ống KIA là gì? Hả, môi trường KIA nó có gì đặc biệt? Em thấy là nãy giờ khi các bạn đọc phản ứng sinh hóa thì chúng ta đều thấy một đặc điểm chung, đó là mỗi một cái ống thử nghiệm sinh hóa chúng ta chỉ đọc được kết quả về kiểm tra hoạt tính của một enzyme, sử dụng duy nhất một cái cơ chất nào đó để mà tạo ra những cái sản phẩm phụ, và chúng ta sẽ phát hiện bằng chỉ thị hoặc là bằng cái thuốc thử, đúng không mấy đứa? Đó có nghĩa là ví dụ như nãy giờ bạn đọc một ống thì là ME dương tính, một ống thì là VB âm tính, một ống thì là C-chat dương tính, một ống thì là ure dương tính, ví dụ vậy. Có nghĩa là mỗi lần chúng ta chỉ đọc một ống như vậy, chúng ta chỉ đọc được duy nhất một cái phản sinh hóa mà thôi. Thì cái môi trường KIA ở đây nó có cái đặc biệt, đó là gì? Đó là trong cái môi trường này nó có khả năng giúp cho chúng ta đọc được kết quả của nhiều phản ứng sinh hóa khác nhau. À, kết quả của nhiều phản ứng sinh hóa khác nhau. Hình dung được chưa? Rồi, và kết quả của những cái phản ứng sinh hóa này là đó là ở đây người ta thấy là nó đọc được 4 cái phản ứng sinh hóa tất cả. Bốn phản ứng sinh hóa tất cả. Nhưng mà trước khi tìm hiểu coi á, những cái phản ứng này nó đọc như thế nào, thì chúng ta sẽ coi cái ống KIA nó có gì đặc biệt. Đối với ống KIA kem, thì ống KIA này nó có cái đặc biệt như thế này. Đó là thay vì bình thường kem người ta đổ thạch nghiêng là người ta sẽ nghiêng hẳn xuống dưới như thế này, để tận dụng cái bề mặt thạch này người ta nuôi cấy vi khuẩn, cho cái diện tích, cái tiết diện, cái sinh khối vi khuẩn nó nhiều. Nhưng đối với ống KIA thì lại khác. Khi người ta nuôi cấy vi khuẩn á kem, thì khi mà người ta nghiêng cái ống thạch đó thì người ta lại không có nghiêng hẳn xuống dưới,
mà người ta lại nghiêng nửa vời. Và khi người ta nghiêng nửa vời như vậy thì người ta sẽ tạo thành bên dưới là một cái cột thạch tròn hay là thạch đứng, và bên trên là một cái phần thạch nghiêng, và chiều cao hai phần thạch này thì gần sắp xỉ nhau, được chưa? Đó, như vậy thì khi người ta nghiêng nửa vời để có được một phần thạch nghiêng ở phía trên và cũng có được một cái cột thạch đứng ở bên dưới. Như vậy thì bạn nào cho cô biết nè, đối với thạch đứng, khi chúng ta thấy thạch đứng thì chúng ta sẽ cấy như thế nào? Quỳnh Khánh. Dạ thưa cô, là thạch đứng là dùng que cấy thẳng cái từ trên xuống dưới và nhẹ nhàng rút ra trở lại. Rồi cho cô biết là vậy thì bây giờ với phần thạch nghiêng em sẽ cấy làm sao? Dạ thưa cô, là dùng que cấy vòng kéo theo đường xích chất ạ. Như vậy thì cảm ơn Quỳnh Khánh. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cùng một cái ống nghiệm thì chúng ta lại thấy là chúng ta cấy hai cái đường cấy. Một đường là bằng que cấy thẳng ha, chúng ta đâm xuyên sâu xuống bên dưới như thế này. Đúng không? Các em xuyên sâu xuống bên dưới như thế này. Được chưa? Và một đường là que cấy vòng, chúng ta cấy zig zag trên bề mặt thạch ha. Và Khánh cho cô biết là những cái vi khuẩn ở trong đường cấy thẳng này nè, nó phát triển trong điều kiện gì? Nó sử dụng các chất dinh dưỡng trong điều kiện oxy như thế nào? Dạ thưa cô, là kỵ khí. Kỵ khí, còn trên bề mặt thạch? Dạ cô, là hiếu khí. Hiếu khí. Như vậy thì trong một ống thôi mà chúng ta đã giúp cho vi khuẩn có khả năng sử dụng được các cơ chất trong môi trường ở hai cái điều kiện khác nhau, đó là kỵ khí và hiếu khí. Các em thấy đặc biệt chưa? Ống cây nó đặc biệt chưa? Nó thì khi cấy trên bề mặt thạch nghiêng, chúng ta sẽ cấy giống như là cái ống thạch ở chính giữa như thế này. Rồi bây giờ bạn nào cho cô biết rằng khi chúng ta có khả năng đọc được kết quả của bốn phản ứng sinh hóa nào vậy? Ngọc Duy. Mất tiêu rồi Duy. Đứng đây em không có mic nha. Dạ có rồi. Ok ok. Là Duy cho cô biết là với ống cây da thì chúng ta sẽ đọc kết quả được những cái phản sinh hóa nào vậy Duy? Dạ thưa cô, là glue. Loco cô đọc ở thạch nào? Thạch nghiêng, thạch tròn hay chính giữa hay đâu? Thưa cô, là hạt tròn. Đúng, tiếp tục. Thưa cô, là lactone. Nói luôn đi, đọc ở thạch nào? Thưa cô, là ở thạch nghiêng. H2S. Đọc ở? Dạ, ở thạch ở giữa thạch nghiêng và thạch tròn. Về phản ứng lên men sinh khí ga thì đọc ở đâu? Thưa cô, là ở thạch tròn ạ. Ở thạch tròn. Như vậy thì chúng ta đọc được bốn phản ứng sinh hóa. Khả năng lên men lacto đọc ở thạch nghiêng, lên men luco đọc ở thạch tròn. Khả năng sử dụng hợp chất có chứa lưu huỳnh tạo ra H2S ở ranh giới giữa thạch nghiêng, thạch tròn. Và khả năng lên men sinh khí ga chúng ta sẽ đọc ở thạch tròn. Được chưa? Rồi, trong những phản ứng này chúng ta đã học phản ứng nào rồi vậy Duy, và cái nào chúng ta chưa học? Thưa cô, là phản ứng ga chưa học cô ơi. Ga chưa học. Rồi ok, cảm ơn Duy. Quốc Bảo cho cô biết nè. Quốc Bảo có đây không em? Dạ có. Rồi để khảo sát cái khả năng mà lên men được đường lacto và luco á, thì như vậy là cô sẽ sử dụng cái chỉ thị gì vậy Bảo? Sử dụng cái chỉ thị màu nào vậy Bảo? Học rồi. Biết. Thì cô là lẹ không? Trời ơi, không biết. Công Hiếu có đây không em? Dạ có cô ơi. Ok. Mình sử dụng thuốc chỉ thị màu là phenin đỏ.
Và lớp H2S thì sử dụng phenol đỏ. Phenol đỏ. Phenol đỏ. Ừ, ok, từ từ. Như vậy thì cái ống đó nếu chưa cấy gì thì nó có màu gì vậy vậy Hiếu? Nếu cái ống phenol đỏ thì nó sẽ có màu gì? Nếu như vi khuẩn chưa tạo ra sản phẩm chuyển hóa thì nó sẽ có màu gì? Dạ, vẫn màu đỏ cơ. Đúng rồi, cái ống đó nó sẽ có màu đỏ. Như vậy bản thân cái ống này có màu đỏ. Rồi bây giờ cô hỏi em nha. Nếu vi khuẩn của cô lên men luco, ok nha, vậy thì nó sẽ có sự đổi màu như thế nào? Dạ, từ màu đỏ sang màu vàng. Phần nào của đỏ chuyển từ đỏ sang vàng? Phần thạch đứng. Thạch đứng sẽ chuyển từ đỏ sang vàng. Được chưa? Rồi nếu vi khuẩn của cô lên men cả lacto luôn thì sao? Dạ, phần thạch nghiêng cũng chuyển sang màu vàng. Có nghĩa là cả ống này chuyển sang màu vàng. Và cô hỏi em nè, vậy thì ở đây chúng ta thấy có một cái sự ràng buộc nào giữa lên men lacto với lên men luco không? Ngăn cách bởi lớp H2S là ý là nếu vi khuẩn mà lên men lacto thì nếu mà lên men lacto thì chắc chắn sẽ lên men gluco, còn ngược lại thì không chắc chắn. Đúng rồi, thì chắc chắn là nó sẽ lên men gluco, còn ngược lại thì chưa chắc. Như vậy thì cô hỏi em, nếu mà phần thạch nghiêng màu vàng là vi khuẩn có lên men lacto thì theo em thạch tròn có thể màu đỏ không? À không. Đúng rồi, điều đó có nghĩa rằng nếu vi khuẩn lên men lacto hiển nhiên nó cũng lên men luco, và như vậy cả ống thạch sẽ đều màu vàng. Các em hình dung được chưa? Rồi, cảm ơn Công Hiếu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo nha. Như vậy thì trong cái ống môi trường này nè mấy đứa, để kiểm tra cái khả năng lên men lacto và lên men luco thì chúng ta sẽ sử dụng những bổ sung những cái cơ chất gì vào trong môi trường? Cơ chất hay còn gọi là chất nền á. Ví dụ như cơ chất của các em là thức ăn, là tinh bột đó. Được chưa? Các em sử dụng nó chuyển hóa tạo năng lượng, năng lượng là sản phẩm, ví dụ như vậy. Như vậy thì để kiểm tra khả năng lên men lacto thì trong môi trường phải có chứa cái gì mấy đứa? Alo? Bạn nào trả lời được nè? Dạ thưa cô, là lactose, glucose và hợp chất chứa lưu huỳnh ạ. Đúng rồi. Như vậy thì để kiểm tra khả năng lên men lacto trong môi trường phải có lacto. Để kiểm tra khả năng lên men luco trong môi trường phải có luco. Để kiểm tra cái khả năng mà tạo ra H2S thì trong môi trường phải chứa hợp chất có chứa lưu huỳnh để cung cấp cái cơ chất cho vi khuẩn, để vi khuẩn mới sử dụng cái hợp chất này và sản xuất ra được H2S. Rồi em trả lời tiếp cho cô. Như vậy thì cái chỉ thị để phát hiện cái việc mà sản xuất ra sử dụng lên men được lacto và luco là gì? Dạ thưa cô, là đỏ phenol. Đỏ phenol mấy đứa. Và chỉ thị đỏ phenol này, chỉ thị đỏ phenol này nè, bình thường thì nó sẽ có màu màu gì bé? Úi trời. Dạ thưa cô, là dạ màu cô màu đỏ. Ở môi trường trung tính nó có màu đỏ. Như vậy thì nếu vi khuẩn lên men được lacto và luco nó sẽ sinh ra gì bé? Dạ cô, sinh ra FE. Khoan, sinh ra cái gì cô không nghe rõ? Sắt hả cô? Không, ý là nếu vi khuẩn mà lên men được lacto và luco thì nó sẽ sinh ra cái gì? Lên men thì sinh ra cái gì? Rồi thôi được rồi, em tên gì đó? Dạ Quỳnh Khánh. Rồi cảm ơn Khánh. Cô hỏi tiếp nè, bạn nào cho cô biết coi quá trình lên men thì sẽ sinh ra cái gì? Để làm đổi màu. Acid với aceton không cô? Nói chung là sinh ra hỗn hợp có tính chất acid là pH dưới 7 và nó sẽ đổi màu chỉ thị đỏ phenol sang màu gì em? Màu vàng. Màu vàng. Chúng ta sẽ đọc kết quả phản ứng lên men lacto ở thạch nào vậy bé? Lacto ở thạch nghiêng. Đỏ là âm hay dương? Đỏ là dương. Cô đỏ. Nói là đỏ của acid hay là đỏ của cái phenol này? Ở đây làm gì có acid nào? Ở đây có đỏ của phenol là màu biểu thị mà. Đỏ là màu vàng. Không, đỏ sao là màu vàng? Đỏ là âm hay dương? Đỏ có nghĩa âm.
Em nói là cái phần lacto này, cái phần lacto mình đọc có thạch nghiêng như vậy. Nếu thạch nghiêng màu đỏ là? Đỏ là âm. Âm, còn vàng là? Vàng là dương. Là dương. Rồi còn nếu mà đối với gluco thì chúng ta đọc có thạch nào? Gluco đọc có thạch đứng. Thạch đứng hả? Đỏ là? Đỏ là âm. Và tương tự vàng là dương. Em tên gì đó? Dạ em tên Thanh Thảo cô. Rồi, cảm ơn Thảo. Như vậy thì tiếp tục nha. Đó là bạn đã nói về cái chỉ thị cho cái khả năng lên men lacto và gluco. Còn chỉ thị cho việc sinh ra hợp phân giải được hợp chất chứa lưu huỳnh là gì mấy đứa? Ai biết nè? Chỉ thị cho việc Bảo Trinh. Dạ cô, thuốc thử Fe 2 cộng. À, sắt 2 cộng. Như vậy sắt 2 cộng sẽ kết hợp với cái gì? Kết hợp với H2S. H2S được tạo ra do quá trình phân giải hợp chất chứa lưu huỳnh và nó sẽ tạo thành một cái màu. Còn màu chủ đen. Màu đen, và mình sẽ đọc cái màu đen đó ở chỗ nào vậy Trình? Dạ đọc chính giữa của thạch đứng với thạch chứa thạch nghiêng. Đúng rồi, chính giữa giữa thạch đứng và thạch nghiêng. Rồi. Ok, cảm ơn em. Tiếp tục nha. Ở đây chúng ta sẽ hôm nay chúng ta có một cái phản ứng nữa, đó là chúng ta sẽ kiểm tra cái khả năng lên men sinh ra khí ga. Khả năng lên men sinh ra khí ga. Mà quá trình lên men á thì nó sẽ xảy ra trong thạch đứng hay thạch nghiêng vậy? Hả? Huỳnh Phụng. Không nghe Phụng ơi. Dạ là thưa cô, là nó nằm giữa thạch nghiêng và thạch đứng. Hả? Sinh ra khí ga thì cô hỏi mà quá trình lên men á thì nó sẽ xảy ra ở thạch đứng hay thạch nghiêng? Dạ thạch nghiêng. Đây, đúng. Thạch đứng. Tại sao lại là thạch đứng mà không phải là thạch nghiêng? Tại vì khi lúc đó nó sẽ sủi bọt ở thạch đứng. Rồi, không đúng rồi. Tại sao quá trình lên men sẽ xảy ra ở thạch nào vậy Mỹ Uyên? Giải của cô là thạch nghiêng. Nghiêng, mới nói sai xong thêm một đứa nữa. Dạ hơn cơ hạch tròn luôn. Thôi muộn rồi. Quá trình lên men xảy ra ở thạch nào và tại sao vậy? Bút Bảo. Thì cô là thạch đứng. Tại sao? Thì cô là vì vi khuẩn hốt và dính khí nên sẽ lên men là sinh ra khí và... Tại vì đơn giản là mình đã nói là quá trình lên men sinh khí ga. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đọc ở thạch đứng, bởi vì chỉ có thạch đứng mới xảy ra quá trình lên men thôi. Bởi vì ở trong thạch đứng đó là cái điều kiện sao mấy đứa? Kỵ khí thì nó sẽ xảy ra quá trình là gì? Lên men. Còn trên bề mặt thạch nghiêng nó là gì? Hiếu khí thì nó sẽ xảy ra quá trình hô hấp tạo ra CO2 và nước, em nhớ không? Cho nên ga là sản phẩm của quá trình lên men. Mà đã là lên men thì nó sẽ xảy ra chủ yếu ở bề mặt thạch đứng, ở trong cái lòng thạch đứng, hình dung được ha. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cơ chất là có ba, ít nhất là ba chất: lacto, gluco và hợp chất chứa lưu huỳnh. Chỉ thị thì chúng ta sẽ có chỉ thị đỏ phenol để phát hiện cái khả năng lên men lacto hoặc gluco, và chỉ thị sắt 2 để phát hiện sản phẩm H2S từ việc phân giải hợp chất chứa lưu huỳnh. Và sinh khí ga thì chúng ta sẽ đọc ở thạch tròn, nó cũng là một sản phẩm nữa của quá trình lên men. Và khí ga ở đây Kem lưu ý cho cô đó là khí CO2. Một số vi khuẩn lên men có thể sinh ra CO2, hình dung được chưa? Rồi như vậy thì hỗn hợp mấy cái chất này nè Kem, cô sẽ pha chế một cân đông đông, cô cho vào trong cái ống, cô đổ hai ga vô, cô đi tiệt trùng, và cuối cùng khi tiệt trùng xong thì cô để nghiêng cái ống thạch để nó đông lại thành hình diện nửa nghiêng nửa tròn như thế này. Và thế là cô có ống cây ga. Bản chất nguyên thủy của ống cây ga là nó sẽ có màu đỏ như vậy. Hình dung được ha. Rồi, bây giờ bạn nào sẽ đọc lại kết quả, đọc lại cái phản ứng giùm cho cô nè. Như Ngọc có đây không em? Dạ có cô ơi. Rồi, bây giờ trường hợp 1, nếu vi khuẩn không lên men lacto và gluco thì cái ống thạch này nó, kết quả nó sẽ làm sao? Dạ nó không lên men thì nó sẽ không có chuyển sang cái màu vàng này, là nó âm tính. Rồi, bây giờ trường hợp 2, nếu lên men lưu mà không lên men lắc thì sao? Dạ thì cái dạ gluco thì dạ nó sẽ chuyển sang cái màu
hơi vàng, còn cái lacto thì không có. Nhưng mà phần nào chuyển màu, phần nghiêng hay phần tròn chuyển màu? À, lacto là cái gì ta? Lacto là cái màu cơ lý. Dạ, cái phần ở cái phần đứng á, thì nó sẽ là chuyển màu, còn cái phần nghiêng nó sẽ không chuyển màu. Đúng rồi, phần đứng nó sẽ màu vàng, còn phần nghiêng thì không. Trường hợp số 3 thì sao Ngọc? À, dạ, trường hợp số 3 thì cái phần đứng đó, nó sẽ không chuyển màu. Ấy là dạ, cả nguyên ống nghiệm nó sẽ chuyển màu. Ờ, sao loạn soạn quá ha. Rồi, bây giờ cô hỏi Ngọc nè, có một cái trường hợp thứ tư nữa. Đó là vi khuẩn này sẽ không lên men luco nhưng mà lên men được lacto. Trường hợp này có không? Dạ cô là dạ cô không. Tại sao không Ngọc? À, dạ cô là nó do là nó sẽ không lên men được luco thì chắc chắn là nó sẽ không có lên men được cái nó sẽ không xảy ra được cái trường hợp của lacto cô. Đúng rồi, không lên men luco thì cũng không thể nào lên men lacto. Để cái đường đơn giản mà không xài được thì làm sao đường phức tạp xài được? Hoặc là em có thể giải thích thêm một kiểu, đó là nếu nó đã lên men lacto thì hiển nhiên nó phải lên men luco. Hình dung được chưa? Lacto dương thì luco phải dương, còn nếu luco âm thì lacto hiển nhiên phải âm. À, rồi, rất là tốt, cảm ơn Ngọc. Dạ, cảm ơn cô. Ok ha. Như vậy thì quay lại đây, cô sẽ giải thích cho các em về cái cách đọc kết quả. Thì đầu tiên cô sẽ giải thích về cái cách đọc kết quả lên men đường. Hay lên men đường. Như vậy thì trong cái trường hợp số đầu tiên là trong trường hợp số 1. Đó, trường hợp số 1 nha các em. Trong trường hợp số 1 thì vi khuẩn là trong trường hợp số 1 các em, thì vi khuẩn của cô không lên men lu, không lên men lắc, thì hiển nhiên nó lại không sử dụng được hai thằng này, thì làm sao mà nó có axit tạo ra đổi màu, cho nên cả ống thạch sẽ màu đỏ. Tuy nhiên trường hợp này thì thường như không xảy ra, bởi vì không có vi khuẩn nào đến mức luco mà không xài được, thì không biết cái gì nó xài được luôn á. À, cho nên thông thường với những cái vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể thì chẳng có trường hợp này xảy ra. À, hiếm lắm, nói chung chưa thấy bao giờ. Rồi, bây giờ qua cái trường hợp số 2, nếu vi khuẩn lên men luco và vi khuẩn không lên men được lacto thì sao? Rồi, bây giờ cô nói các em nha, đó là chúng ta sẽ có một cái phần thạch như thế này. Ây da, không tô màu được rồi mới được. Ở qua đây. À, trong trường hợp số 2, đó là vi khuẩn của cô lên men luco. À, trong trường hợp mà vi khuẩn của cô là lên men luco nhưng mà không lên men lacto thì sao? Hả? Vậy thì bây giờ trong trường hợp vi khuẩn lên men luco, và các em lưu ý giùm cho cô có một cái điểm đặc biệt, đó là nồng độ lacto trong môi trường á các em, nó cao gấp 10 lần nồng độ luco trong môi trường. Có nghĩa là trong môi trường mặc dù có cả lacto và luco nhưng nồng độ luco cực kỳ thấp, còn nồng độ lacto thì rất là cao. Do đó nếu vi khuẩn chỉ lên men luco mà thôi thì chỉ có những cái vi khuẩn mà trong cái đoạn cấy kỵ khí này nè mấy đứa, nó mới thực hiện được cái gì các em, nó mới thực hiện cái quá trình lên men, và lúc đó thì nó mới tạo ra cái gì, tạo ra axit và đủ để đổi màu cái ống thạch đứng này sang màu vàng. À, như vậy thì chỉ có những cái vi khuẩn mà ở trong thạch đứng nó mới lên men để tạo ra axit để đổi màu cái phần thạch này sang màu vàng. Đầu tiên, ban đầu là cái ống thạch của chúng ta nó sẽ có màu đỏ, bản thân cái ống thạch nó sẽ có màu đỏ, được chưa? Rồi, bây giờ khi vi khuẩn lên men luco thì dĩ nhiên những vi khuẩn ở trong thạch nghiêng á nó cũng sẽ làm sao các em, nó cũng sẽ lên men luco, và quá trình lên men luco sẽ khiến cho nó tạo ra axit và đổi màu phần thạch đứng này sang màu vàng, thế là một nửa ống thạch bên dưới sẽ có màu vàng. Còn những cái vi khuẩn mà ở lớp trên thì sao, nó cũng sử dụng luco đó các em, nhưng mà những vi khuẩn trên thạch nghiêng thì nó lại sử dụng luco theo con đường là tạo ra CO2 nước trong điều kiện hiếu khí, thì nó đâu có cái gì mấy đứa, nó đâu có axit đâu. Còn những cái vi khuẩn trong cái đoạn vi hiếu khí hoặc là hơi kỵ khí chỗ này nè, nó không phải kỵ khí hẳn tại nó gần bề mặt quá, cái đoạn này cũng có thể xem là gần như là kỵ khí. Ok, thì cái đoạn này nó cũng bắt đầu lên men luco, nhưng mà do hàm lượng luco trong môi trường thấp quá và vi khuẩn trong đoạn này ít quá, cho nên nó không đủ cái lượng để đổi màu luôn cái ống, lượng axit tạo ra các em nó không đủ,
do cái lượng vi khuẩn quá thấp và nồng độ gluco quá thấp, hơn nữa nó lại sát cái bề mặt thạch đứng, cho nên lượng axit tạo ra không đủ để đổi màu cái phần thạch nghiêng này sang màu vàng. Do đó phần thạch nghiêng vẫn giữ nguyên màu vàng của nó nếu vi khuẩn chỉ lên men được gluco mà thôi. Các em hình dung được ha, thì cái đoạn này là vi hiếu khí, mà vi hiếu khí thì nó sẽ thực hiện cái quá trình lên men sinh ra axit ít hơn so với là quá trình lên men trong điều kiện kỵ khí, cho nên lượng axit rất là thấp và không thể đổi màu được ống thạch nghiêng. Bây giờ trong trường hợp số 2 thì sao? Trong trường hợp số 2 đó là nếu vi khuẩn của chúng ta mà lên men được cả trường hợp số 2, đó là trong trường hợp mà vi khuẩn của chúng ta lên men được cả gluco và lacto thì sao? Lên men được cả lưu và lắc thì như vậy ban đầu, bây giờ mình xét tấm thạch tròn trước. Ban đầu trong ống thạch tròn á các em, vi khuẩn nó sẽ lên men gluco. À cô hỏi nè, vi khuẩn mà lên men được cả hai loại đường thì nó sẽ ưu tiên sử dụng đường nào trước mấy đứa? Lưu hay lắc? Gluco là lưu. Đúng rồi, vì lưu đơn giản hơn. Thế như vậy thì ban đầu vi khuẩn nó sẽ lên men gluco thôi. Tại vì về đói bụng quá, thấy cơm thì nhào vô ăn trước hả? Còn gạo thì từ từ nấu sau. Gluco chính là cơm và lacto chính là gạo. Như vậy ban đầu vi khuẩn nó sẽ sử dụng gluco trong môi trường, và nó cũng sẽ làm vàng một nửa ống thạch ở bên dưới như trường hợp 1. Sau khi hết gluco rồi mà nó vẫn còn đói quá, thế là bắt đầu nó lấy lacto nó nấu thành cơm để nó ăn. Thì bây giờ nó chuyển qua nó sử dụng lacto. Vậy thì hiển nhiên lượng axit tạo ra sẽ tiếp tục làm cho cái ống thạch tròn này nè, nó nhiều axit hơn, và dĩ nhiên thì nó vẫn cứ vàng, nó đâu có thể vàng và vàng hơn được nữa, đúng không? Rồi, bây giờ đối với ống thạch nghiêng thì sao? Thì cái đoạn vi khuẩn trong cái đoạn cấy này nè các em, nó cũng sẽ thực hiện cái quá trình lên men gluco, nhưng mà cái quá trình này sinh ra axit không đáng kể, cho nên cái phần thạch nghiêng không đổi màu. Sau khi lên men gluco xong, nó chuyển qua nó sử dụng lacto. Thì lúc này do nồng độ lacto trong môi trường cao gấp 10 lần gluco, cho nên lượng axit sinh ra sẽ đủ để đổi màu luôn cả ống thạch nghiêng sang màu. Tại vì axit sinh ra trong hợp lacto nó gấp 10 lần ban trường hợp 1 ban nãy mà. Như vậy nó sẽ đổi màu luôn cái ống thạch nghiêng này sang màu vàng. Đó, thế là chúng ta sẽ có cả ống thạch màu vàng. Như vậy giải thích tóm gọn lại là gì? Nếu vi khuẩn chỉ lên men gluco, lượng axit trong môi lượng gluco trong môi trường rất thấp, do đó chỉ có cái đoạn cấy kỵ khí thì mới tạo ra được axit và đổi màu môi trường, đổi màu cái ống thạch thạch đứng sang màu vàng. Còn nếu vi khuẩn lên men cả hai loại đường thì lượng axit sinh ra sẽ rất là nhiều, bởi vì hàm lượng lacto rất cao, thì sẽ đủ axit để đổi màu cả ống thạch sang màu vàng luôn. Các em hình dung được ha? Rồi, thì đó là cơ chế của ống cây gia. Rồi bây giờ đối với việc sử dụng H2S thì sao? Các em lưu ý cho cô, đó là việc mà sử dụng H2S đó các em. Các em nhớ là vi khuẩn cái hợp chất có chứa lưu huỳnh, hợp chất có chứa lưu huỳnh hả, thì nó sẽ tạo ra cái khí H2S, và khí H2S này sẽ kết hợp với sắt 2 cộng để tạo ra thuốc thử sắt có màu đen là phản dương tính. Các em lưu ý cho cô, việc phân giải hợp chất có chứa lưu huỳnh bởi enzyme desulfohydra nó diễn ra trong điều kiện kỵ khí. Mà khi diễn ra trong điều kiện kỵ khí á, thì sao? Thì lúc này oxy cái có nghĩa là nó ở trong cái ống này là các em, thì chỗ này chỗ nào là kỵ khí? Dĩ nhiên là từ phần ranh giới giữa thạch nghiêng và thạch tròn đổ xuống mới là kỵ khí, còn trên đó là hiếu khí và vi hiếu khí. Cho nên nếu vi khuẩn phân giải hợp chất có chứa lưu huỳnh thì nó sẽ xảy ra trong cái ranh giới giữa thạch nghiêng và thạch tròn đổ xuống, được chưa? Đó. Và lúc này tủa đen sẽ xuất hiện ở ranh giới giữa thạch nghiêng và thạch tròn, và nếu nó nhiều nữa thì nó sẽ lan xuống bên dưới như thế này, được chưa? Đó. Thì đó là mình đọc kết quả về sử dụng H2S, tại sao nó lại đọc ở ranh giới thạch nghiêng và thạch tròn là như vậy. Rồi phản ứng sinh ga thì sao? Một số vi khuẩn khi lên men sẽ sinh khí ga. Nó thể hiện bằng cái đó là một số những cái vi khuẩn đó các em, mà khi mà chúng ta để cái mật ong ở nhà, các em chắc là có mật ong đúng không? Một số những cái mật ong mà nó không có đủ tiêu chuẩn đó các em. Một số cái mật ong mà người ta gọi là mật ong non đó, có nghĩa là nó chưa đủ già, nó vẫn còn rất là nhiều nước ở trong mật. Và khi các em bảo quản một thời gian á, thì lúc đó những cái nước nhiều nó sẽ tạo ra cái môi trường, và những cái vi khuẩn ở trong đó nó sẽ lên men và nó sinh ra cái khí mà các em mở ra ha. Các em mở cái bình mật ong ra, các em thấy nó sẽ bị cứng tại nó lên men, nó sinh khí mà.
Và như vậy thì kem mở ra kem thấy là nó sẽ cứng ngắc cái nắp, là bởi vì nó sinh khí nó đè nén ở trong á. Mở ra cái nó bụp một cái khí bay ra, và đồng thời thoát ra cái mùi chua, là bởi vì nó lên men một phần cái mật ong á, nó chuyển thành axit làm ra mùi chua và sinh ra khí ga. Được chưa? Đó, còn mật ong bình thường mà mật ong tốt, mà ong xịn, mà ong già đó mấy đứa, là nó đâu lượng nước rất là thấp và nồng độ ưu trương trong mật thì nó sẽ ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn, cho nên mật kem có thể để hàng chục năm mà chẳng bao giờ hư là như vậy. Hình dung được ha? Hoặc là ở nhà khi chúng ta muối chua dưa cải, muối chua củ kiệu, củ hành gì đó mấy đứa, thì chúng ta thấy là ông bà chúng ta hay lấy một cái vật nặng dằn lên để làm chi, bởi vì quá trình lên men sinh khí ga có thể làm cho cái khí nó bay lên và nó đẩy mấy cái củ hành, củ tỏi của mình nó dâng lên, nó nổi lên, đúng không? Chúng ta phải đè xuống để nó ngâm trong dung dịch ha. Và đôi khi chúng ta sẽ thấy những cái hũ đó nó sẽ xuất hiện những cái bọt khí ở bên dưới, đó là sản phẩm của quá trình lên men sinh khí ha. Thì một số các cái vi khuẩn đường ruột hóa kem nó có thể lên men sinh khí ga, và đó cũng là một cái đặc điểm để giúp cho chúng ta phân biệt những cái vi khuẩn, một cái đặc điểm sinh hóa đặc trưng để giúp cho chúng ta có thể phân biệt những cái vi khuẩn đường ruột với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc phản ứng sinh hóa nha. Rồi, ok, bây giờ cô sẽ gọi các bạn đọc phản ứng sinh hóa. Mỹ Uyên đọc cho cô 4 phản ứng sinh hóa. Nếu mà lên men sinh khí ga, các em lưu ý giùm cho cô, đó là cái khí này nó nhốt trong thạch tròn, nó sẽ đi vào trong cái đường cấy kỵ khí ha, nó sẽ làm cho thạch bị nứt toát, hoặc nó sẽ tạo một cái lực đẩy, nó đẩy nguyên cái cục thạch hỏng lên khỏi cái đáy ống nghiệm, thì cái phản ứng đó, trường hợp đó là có sinh khí ga và vẫn là dương tính. Rồi, bây giờ Mỹ Uyên đọc cho cô phản ứng cái ống số 1, 4 phản ứng luôn. Ống số 1 nè, lacto âm hay dương? Tôi là dương. Lacto dương, lu cô? Là dương. H2S? Lacto âm. Ga? Ga là âm. Ga âm là Uyên. Dương cơ. Sao biết dương? Tại vì có đợt đẩy đó, nó thấy nó bọt. Vậy sao ban đầu đọc âm? Rồi, đọc luôn ống số 2 nè. Kỹ. Đọc ống số 2 đi em. Dương cơ là, đắp cơ là âm. Giờ đúng cơ là dương. H2S là âm. Ga là âm. Rồi, đúng rồi. Ok, cảm ơn Uyên. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, Hiếu Ngân đọc giùm cô hai ống. Đọc giùm cô cái ống bên cạnh đi, ống số 3. Dạ. Cô là lacto là âm ạ. Ủa lộn, âm. Tiếp tục. H2S là dương tính à? Ga là? Ga là âm ạ. Âm. Luco. Luco. Luco là dương ạ. Sao em biết dương? Đến đại. Nó lại chứ. Luco ra bị màu hắc hẹ rồi. Đúng không? Cho nên chúng ta đâu có nhìn thấy được đâu, và do đó thì Luco chúng ta sẽ không biết. Nhưng giống như bạn nói thì thông thường nó sẽ là dương tính. Rồi, ok. Em tên gì quên rồi bé. Dạ, Hiếu Ngân ạ. Rồi, bạn nào đọc giùm cô phản ứng sinh hóa của ống số. Duy Khương đọc phản ứng sinh hóa của ống số 6 cho cô. Cô lacto là dương. H2S là dương. Gà là âm. Luco là âm. Sao biết âm?
Luco là âm hay dương? Thấy là sai rồi đó nghe. Luco là dương. Tại sao lại dương? Đây gì hả? Nó màu vàng. Ở chỗ này nè, ống số 6 nè, tại sao ở Luco ở đây mình đọc kết quả làm sao và âm hay dương thì mấy đứa? Bạn nào giải thích giúp cho cô nè. Điện dương. Cô là bởi vì là đường đường Luco là đường đơn giản nhất mà nếu mà nó không sử dụng được thì không thể nào mà lắc cô là dương được. Chào ông, em nói cái gì vậy? Đứa nào đang nói vậy? Cái gì mà cô không nghe được cái gì hết trơn vậy? Thì được cô là Luco là dương. Ừ, đúng. Tại sao? Bởi vì đường Gluco là đường đơn giản mà nếu mà vi khuẩn không sử dụng được đường Gluco thì sẽ không thể nào mà lacto được. Đúng, lacto dương thì Gluco phải dương, cho nên ở đây Gluco sẽ dương. Tính gì đó em? Dạ quốc bảo. Hả? Dạ quốc bảo. Rồi nghe rồi bảo ơi. Rồi ok, hình dung được chưa? Ở đây lacto dương cho nên chúng ta có thể biết được chắc chắn là Gluco phải dương. Hả? Rồi. Ai nữa đây? Trời, Ngọc Duy đọc cho cô ống sinh hóa thứ nhất. Để cô là lacto dương. Ừ. Glu dương. Ừ. Âm ga dương. Ok. Rồi đọc cho cô ống sinh hóa thứ ba. À, Duy đọc luôn đi em. Dạ. Lacto. Sao khựng lại rồi? Dễ mà. Dạ. Lacto làm sao? Tôi cô là lacto dương. Ok. Glu. Người lưu là âm. Hay ớt. Chưa. Hay ớt âm. Da âm. Đọc glu. Sai. Ừ, đọc lại lưu lì lưu với lắc đi. Dạ, người lưu nghĩ là dương luôn. Ừ, còn lắc làm sao? Lắc là tỷ khí màu vàng là âm. Các kỷ khí màu vàng là âm. Các kỷ khí màu đỏ chứ màu vàng cái gì trời. Lắc thêm mà cũng đâu có kỷ khí gì đâu. Lắc màu đỏ là âm. Rồi Ngọc Duy, tự nhiên cái kia đọc vèo vèo quá, tới đây cái khựng lại. Rồi cảm ơn các em. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp qua cái nội dung bài tiếp theo của chúng ta. Đó là hôm nay chúng ta đã đi hết phần sinh hóa rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài vi khuẩn gây bệnh đường ruột. À, vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Rồi, bây giờ cô sẽ nói, như vậy thì chúng ta đã học qua các cái phản sinh hóa, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái quy trình cụ thể để chúng ta có thể nhận định vi khuẩn, tức là mình định danh vi khuẩn trong một, mình tìm và định danh vi khuẩn trong một cái mẫu bệnh phẩm cụ thể, thì chúng ta sẽ áp dụng tất cả những cái kỹ thuật như là cấy, phân lập, nhuộm, hoặc là chúng ta áp dụng luôn cả cái cách thức mà chúng ta đọc phản sinh hóa để chúng ta có thể định danh được vi khuẩn. Hình dung được ha? Như vậy thì muốn nhận định hay là định danh vi khuẩn thì chúng ta sẽ cần phải làm những cái bước gì đây? Hôm trước cái này cô đã nói qua một lần rồi. Hả? Bây giờ cô sẽ nhắc lại. Muốn nhận định hay là định danh được vi khuẩn? Em đợi cô chút xíu nữa. Đó.
Như vậy thì để có thể mà chúng ta tìm và định danh vi khuẩn trong một mẫu bệnh phẩm, thì ban đầu từ một cái mẫu bệnh phẩm chúng ta phải làm gì với mấy đứa? Mấy đứa, từ một cái mẫu bệnh phẩm, cô hỏi mấy đứa nè, cái vi khuẩn để mà sẵn sàng cho việc đi định danh thì vi khuẩn đó nó phải có cái yêu cầu gì? Cái vi khuẩn mà sẵn sàng cho cái việc đi định danh, đi nhuộm rem, đi thực hiện sinh hóa thì nó phải có cái yêu cầu gì? Thưa cô là thùng chủng. Đúng rồi. Hả? Tên gì đó em? Bích Thủy. Bích Thủy, vi khuẩn đó bắt buộc phải là vi khuẩn thuần chủng. Chúng ta không thể nào định danh một cái hỗn hợp vi khuẩn được. Ví dụ như người ta hỏi mình con cá này là con cá gì? À, thì người ta đưa cho mình một rổ toàn mấy con cá đó thông, thì em mới bắt đầu xem. À, chúng nó đều có vây đỏ, đều có đuôi xanh. À, em mới xác định được cái tên cái giống cá đó. Bây giờ người ta hỏi con cá này là con cá gì, nhưng người ta lại đưa mình một cái rổ mà hả, cá to, cá nhỏ, cá vàng, cá đỏ, cá xanh, cá tím, thì làm sao em biết người ta muốn hỏi con cá nào? Được chưa? Cho nên muốn định danh một cái gì đó, bất cứ một cái gì đó, từ một cái chủng vi sinh vật hay là một cái vật liệu, một cái gì đó, thì chúng ta đều phải có được một cái tính thuần nhất của nó thì chúng ta mới có thể định danh được. Được chưa? Có nghĩa là không có trộn lẫn với những cái vật liệu khác. Rồi, như vậy thì để mà làm được điều đó thì chúng ta phải trải qua cái thao tác gì thì chúng ta mới có được cái chủng thuần vậy hả? Bích Thủy trả lời luôn đi em. Dạ thưa cô, là phân lập. Chúng ta phải trải qua cái thao tác là phân lập. Như vậy sau khi phân lập xong thì cái chúng ta thu được sẽ là những cái khuẩn lạc thuần chủng nằm tách rời nhau ra. Và để mà có thể lựa chọn được những cái vi khuẩn mà có nghĩa là có thể lựa chọn được những cái khuẩn lạc vi khuẩn gây bệnh đặc trưng các em, thường chúng ta sẽ phân lập lên môi. Sẽ phân lập lên môi trường chọn lọc nha mấy đứa. Ví dụ như cô cần tìm vi khuẩn ở đường tiêu hóa hay gây bệnh đường tiêu hóa, cô sẽ phân lập lên hệ thống các môi trường chọn lọc cho vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa. Thế thông thường nó là ram âm thì cô mới chọn những cái môi trường mà cô ức chế hết mấy con ram dương đi. Được chưa? Hay là cô nghi ngờ đây là vi khuẩn gây bệnh tả thì cô sẽ phân lập lên môi trường chọn lọc cho vi khuẩn tả và chứa những cái chất để mà ức chế hết mấy cái vi khuẩn vớ vẩn khác đi. Hình dung được ha. Như vậy thì khi chúng ta phân lập lên môi trường chọn lọc, vi khuẩn mà cần chọn lọc hay vi khuẩn chúng ta cần tìm nó sẽ có những cái đặc điểm hình thái khóm đặc trưng. Cô ví dụ như ở đây mình nói cái con vi khuẩn đó nó sẽ có màu vàng. Nó sẽ có khóm to màu vàng đó nha. Vậy thì lúc đó trên cái môi trường này, sau khi mà vi khuẩn nó đã mọc rồi thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái khóm nào mà giống như trong tài liệu mô tả. Đúng không các em? Đó là chúng ta đang đi quan sát đặc điểm đại thể. Tại sao lại gọi là đại thể? Là bởi vì mắt thường chúng ta nhìn thấy được, cho nên gọi là đặc điểm đại thể. Đó, thì chúng ta sẽ đi tìm cái đặc điểm đại thể. Ví dụ như là các em nhìn thấy khóm này nó màu vàng, cái bìa của nó là nó hơi răng cưa một chút và nó khá là to, thì đó là các em đang quan sát đặc điểm đại thể. Tôi nghi ngờ này, giống như tài liệu mô tả, tôi nghi ngờ đây là vi khuẩn gây bệnh của tôi nè. Vậy thì bước tiếp theo các em sẽ làm gì? Dĩ nhiên các em sẽ đi quan sát tới những cái đặc điểm vi thể bên trong. Đó là các em muốn xem coi từng tế bào vi khuẩn nó có đặc điểm như thế nào. Thì cái này gọi là vi thể, bởi vì muốn quan sát được thì chúng ta phải quan sát trên kính hiển vi. Các em có thể đi nhuộm màu cho dễ và quan sát trên kính hiển vi. Thì khi quan sát trên kính hiển vi các em thấy nó là ram âm. Các em thấy nó ram âm và nó sẽ có hình dạng, đó là nó hình que. Ram âm và nó sẽ có hình que. Đây cũng là đúng với đặc điểm vi khuẩn gây bệnh của tôi nè. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào hai cái đặc điểm đó là đại thể và vi thể mà kết luận thì quá sớm đi. Cũng giống như là các em đang dựa mô tả một con người mà các em nói cái người đó ban đầu thì các em nói là cái người đó là gì, da vàng, được chưa, cái người đó cao to, được chưa, rồi cái sau đó đặc điểm vi thể các em mô tả rõ hơn, là người này tóc đỏ, người này là mắt đen, hay là người này ốm khẳng khiu. Thì nó cũng đâu có đủ đâu em, đâu có đủ để giúp cho chúng ta có thể xác định được một người. Chúng ta cần những đặc điểm chi tiết hơn. Và như vậy thì các em sẽ lấy chính những cái vi khuẩn trong cái khóm này các em đi cấy lên môi trường sinh hóa. Nó sẽ cung cấp cho các em thêm những cái dữ kiện sinh hóa về hoạt tính enzyme của vi khuẩn. Và số lượng phản sinh hóa càng nhiều chúng ta định danh càng chính xác.
Ví dụ như mô tả thêm về cái người đó, à là người đó có một ruồi to lắm ở cằm nè, có một cái vết bớt nhỏ ở phía ở trên cổ nè, ví dụ như vậy, à, có một cái mụn ruồi son ở mắt, hay là người này rất là thích chơi thể thao, có khả năng ăn món cay rất là tốt, ví dụ như vậy, à, thì chúng ta cung cấp thêm càng nhiều dữ liệu thì người ta sẽ càng định danh chính xác hơn. Và thông thường các em thì cái quy trình gồm có 3 bước như thế này, người ta gọi là các cái quy trình định danh bằng phương pháp nuôi cấy truyền thống trong phòng thí nghiệm. Bằng phương pháp nuôi cấy truyền thống có nghĩa là đưa những cái vi sinh vật các em vào trong phòng thí nghiệm, từ mẫu bệnh phẩm đưa vào phòng thí nghiệm và nuôi cấy, được chưa? Thì thường nó chỉ dành cho những cái vi khuẩn mà tương đối dễ nuôi cấy thôi. Ha? Rồi, và ngoài ra thì chúng ta còn có những cái phương pháp định danh khác nữa, ví dụ như định danh bằng sinh học phân tử, giải trình tự gen. Ví dụ như chúng ta đang xét nghiệm PCR virus SARS-CoV-2 là chúng ta định danh bằng sinh học phân tử đó các em, bởi vì đơn giản là virus SARS-CoV-2 nó quá độc, nó lây nhiễm quá nhiều, và hơn nữa rất là khó nuôi cái virus, đâu có thể nuôi cái như vi khuẩn các em, nó là ký sinh nội bào mà chúng ta phải nuôi nó trong tế bào sống, nuôi rất là khó, cho nên là chúng ta không dùng phương pháp đó để mà định danh virus được. Và ngoài ra thì dùng phản huyết thanh, phản ứng kháng nguyên kháng thể đó các em, thì đó chính là cái test nhanh, cái test nhanh mà chúng ta đang thực hiện test virus SARS-CoV-2 là vẫn kháng nguyên kháng thể, nhưng mà cái này độ nhạy thấp hơn sinh học phân tử rất là nhiều, cho nên có thể không phát hiện ra những cái trường hợp người bị bệnh nhẹ, hình dung được nha. Còn phương pháp nuôi cấy truyền thống thì thường dành cho vi khuẩn hơn, lý do là bởi vì vi khuẩn thì có thể phát triển được ở môi trường ngoại bào trên chất dinh dưỡng, chất nền dinh dưỡng trong môi trường phòng thí nghiệm, còn virus thì không, virus phải nuôi cấy nội bào, nuôi vào tế bào sống, cấy vào trong quả trứng chẳng hạn. Hình dung được nha. Rồi, như vậy thì hiện nay một số những cái vi khuẩn ở đường tiêu hóa, mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ tìm vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa. Thì với vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, do bản chất của nó là gây bệnh đường tiêu hóa và nó theo phân ra ngoại cảnh, cho nên nó phải có cái khả năng chống chịu rất là tốt như cái điều kiện bên ngoài, và đó là cũng lý do mà nó rất là dễ nuôi cấy trong môi trường nhân tạo vậy đó. Ở trên nước sông, nước hồ mà nó còn mọc được, huống chi kem bỏ vô phòng thí nghiệm, kem cho nó một đống chất dinh dưỡng ở trong đĩa petri, thì hỏi sao nó không mọc, đúng không? Cho nên nó thuộc cái nhóm này khá là dễ nuôi cấy, và chúng ta có thể định danh bằng phương pháp nuôi cấy truyền thống. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện việc định danh, tìm và định danh vi khuẩn trong hai cái mẫu bệnh phẩm. Mẫu số 1 đó là mẫu phân không gạo, và mẫu số 2 là mẫu phân có gạo. Tại sao lại nói như vậy? Không phải là cô quăng hột gạo vô đâu, mà là mẫu số 1 là một cái mẫu phân lỏng bỏng, phân không có những cái mảng lợn cợn, phân có thể có máu và ít chất rắn trong phân. Do đó thì người ta nghi ngờ người bệnh này có thể nhiễm bệnh thương hàn do Salmonella gây hoặc nhiễm lỵ do Shigella gây. Cho nên là người ta mới kêu các em là đi định danh coi có Salmonella và Shigella trong mẫu hay không. Như vậy theo các em, sau khi các em xét nghiệm, các em làm các cái kỹ thuật để định danh, thì câu trả lời của các em là có những cái trường hợp nào, cho cô biết thôi nè. Có những trường hợp nào người ta hỏi mình là có Shigella hay là Salmonella trong mẫu hay không, vậy thì câu trả lời của mình sẽ là gì, bạn nào cho cô biết thế nào? Dạ thưa cô, là có Salmonella, có Shigella, không Salmonella hoặc Shigella. Đúng rồi. Đó, câu trả lời của chúng ta sẽ là: một, mẫu của tôi có Salmonella; hai, mẫu của anh có Shigella; hoặc là ba, mẫu của chị đó không hề có san có si gì cả, chắc là còn gì khác đó, hoặc là bị gì đó chứ không có san si đâu. Hình dung được chưa các em, câu trả lời của chúng ta sẽ là như vậy. Tên gì đó em? Dạ Quỳnh Khánh. Quỳnh Khánh, ok, Quỳnh Khánh rồi, cô thấy rồi. Rồi, cái số 2, nói trường hợp số 2 là cái mẫu phân này gọi là có gạo bởi vì nó là phân lỏng hơi đục và phân có những mảng lợn cợn, và người ta liên tưởng tới là bệnh nhân có thể bị bệnh tả, cho nên người ta mới hỏi mình là có Vibrio cholerae gây bệnh tả trong mẫu hay không. Thì câu trả lời của chúng ta đơn giản hơn rồi, yes hoặc no thôi, có Vibrio hoặc không có Vibrio mà thôi, được chưa? Rồi, và để làm được điều đó thì đầu tiên từ mẫu bệnh phẩm chúng ta sẽ tiến hành phân lập hai mẫu phân này lên hệ môi trường, chọn lọc đặc trưng cho hai cái mẫu này. Mỗi mẫu nó sẽ có, mỗi cái vi khuẩn cần tìm nó sẽ có những cái hệ môi trường khác nhau. Sau đó, đó là ngày thứ nhất, ví dụ như ngày hôm nay nè, là các em nhận mẫu bệnh phẩm, là các em lo các em phân lập rồi. Cái ngày mai vi khuẩn nó mọc rồi, phân lập xong các em ủ ở 20, 37 độ C, 24 tiếng.
hả, cái ngày hôm sau vi khuẩn nó mọc rồi, kem mới bắt đầu quan sát cái khóm, kìm mới có cái khóm mà mình đi tìm, mới có cái khóm mà mình tài liệu nó ghi của vi khuẩn Salmonella hay là của Fibro hay không. Như vậy thì kem đang đi quan sát đặc điểm đại thể. Cho cô biết nè, khi quan sát đặc điểm đại thể là cái khóm vi khuẩn á, thì thường chúng ta sẽ mô tả những đặc điểm gì của khóm đó. Anh Thư, thường chúng ta sẽ mô tả đặc điểm gì của khóm đó? Nghĩa cô là hình dạng, màu sắc. Hình, đợi một chút nha. Hình dạng, màu sắc, đúng rồi, cái màu là quan trọng nhất nè. Và mình hay nói là cái khóm này to, khóm này nhỏ, đó là do cái gì em? Kích thước. Đúng rồi, kích thước của khóm. Chính xác. Được chưa? Ví dụ như cái màu là rõ nhất. Cái hình dạng thì có khi nó là hình tròn, có khi nó răng. Và những cái khóm nào mà tăng trưởng nhanh, nó kêu nó lan ra, nó còn có dạng chia thùy như thế này nữa. Được chưa? Rồi, tên gì đó em? Dạ, anh Thư. Anh Thư. Rồi, bây giờ tiếp theo, để quan sát. Và sau khi quan sát là điểm này, cái khóm đó đó, cái khóm đỏ, cái khóm đỏ mà to đùng á, mà cái bì tròn đó, tôi nghi ngờ là vi khuẩn gây bệnh đó nha. Vậy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ rất là tò mò muốn quan sát coi cái đặc điểm vi thể của nó là như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi nhuộm và quan sát trên kính hiển vi. Và khi quan sát trên kính hiển vi thì chúng ta mô tả đặc điểm gì của vi khuẩn vậy mấy đứa? Duy Khương, chúng ta mô tả đặc điểm gì nè? Dạ, thưa cô, là mô tả hình dạng, màu sắc và cách sắp xếp. Đúng rồi, và cách sắp xếp, chính xác ha. Hình dạng, màu sắc và cách sắp xếp của nó. Được chưa? Rồi, và ví dụ như nó, con này có dạng hình que, ram âm, sắp xếp riêng lẻ. Ok, tôi có được một cái dữ kiện thứ nhất, tôi có được cái dữ kiện thứ hai. Tiếp theo, cô sẽ lấy những cái khóm mà cô nghi ngờ là vi khuẩn nè. Sau khi nhuộm ram không, cô cấy là môi trường sinh hóa. Và ngày 2 cô cấy thì ngày 3 cô mới đọc kết quả được, tại vì mất 24 tiếng cô đi ủ. Như vậy thì khi cô đọc kết quả sinh hóa thì nó ra, cô ví dụ đi ha, ra lacto âm, lacto âm, luco dương, ure âm, ví dụ vậy, vân vân. Và cuối cùng với những kết quả sinh hóa đó là dữ liệu thứ ba. Từ 1, 2 và 3 thì cô sẽ suy ra được vi khuẩn của mình. Cô sẽ trả lời được câu hỏi của cái đề bài đặt ra, có phải là sanxi hay là không phải. Hình dung được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về, trước khi đi tiếp thì cô muốn nói cho các em sơ lược về các loại môi trường mà chúng ta sẽ sử dụng ngày hôm nay. Thì dựa vào mục đích môi trường á, dựa vào mục đích mà sử dụng các loại môi trường thì chúng ta đã học trong lý thuyết và chúng ta đã biết là môi trường được chia thành 3 nhóm. Đó là 6 nhóm, đó là môi trường cơ bản, chuyên chở, phong phú, sinh hóa, phân biệt và chọn lọc. Thì bây giờ cô hỏi mấy đứa nè, ai cho cô biết môi trường cơ bản, môi trường chuyên chở là gì? Bạn nào cho cô biết được nè? Ai vậy? Ai kích kích ngoài kia vậy? Đừng có giơ tay nha, trả lời thì trả lời luôn nha mấy đứa. Đúng. Rồi. Như vậy cô hỏi em, môi trường cơ bản là môi trường thích hợp cho những cái vi khuẩn dễ nuôi cấy hay là khó nuôi cấy? Vậy nếu khó nuôi cấy thì cô sẽ nuôi cấy trên môi trường gì? Còn môi trường chuyên chở, tại sao chất dinh dưỡng nó phải thấp vậy? Thì nó sẽ khiến cho cái kết quả mình nó không chính xác nữa. Đúng rồi, kết quả bị sai. Tên gì đó em? Rồi, cảm ơn mình. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng như vậy thì sắp xếp theo thứ tự, cái chất dinh dưỡng tăng dần thì chuyên chở sẽ nhỏ hơn cơ bản, và cơ bản thì nhỏ hơn phong phú, đúng không mấy đứa? Với những cái vi khuẩn mà dễ nuôi cấy như vi khuẩn gây bệnh đường ruột đó, là môi trường cơ bản nó cũng mọc được rồi. Chỉ có điều là trên môi trường cơ bản nó không có chứa chất chỉ thị màu, rất khó để phân biệt vi khuẩn gây bệnh với vi khuẩn thông thường. Con nào nó cũng mọc hết trơn á.
Còn môi trường phong phú thì những vi khuẩn như gây bệnh đường sinh dục nè các em, gây bệnh ở phổi nè, những cái con đó thì nó khó nuôi cấy lắm, phải cho nó thêm máu huyết thanh thì nó mới mọc được. Còn môi trường chuyên chở để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, chúng ta phải cần đảm bảo là chứa chất dinh dưỡng tối thiểu, như bạn nói là vi khuẩn sẽ không có tăng sinh thêm, được chưa? Rồi bây giờ môi trường sinh hóa. Môi trường sinh hóa là môi trường dùng để làm gì? Chúng ta vừa học xong luôn á. Môi trường sinh hóa dùng để làm gì vậy? Tố Nhi, môi trường sinh hóa dùng để làm gì vậy Nhi? Alo. Ừ, cô nghe là Nhi. Cô, môi trường sinh hóa là môi trường mình để phát hiện hoạt tính enzyme của vi khuẩn. Đúng rồi, và do đó nó sử dụng để làm gì? Để nuôi cấy hay là để định danh hay là để tăng sinh? Cô là để định danh. Đúng rồi, để định danh, chính xác ha. Nó hỗ trợ trong quá trình định danh vi khuẩn. Cảm ơn Tố Nhi. Rồi, bây giờ môi trường phân biệt và môi trường chọn lọc thì sự khác biệt giữa hai môi trường này, bạn nào có thể nói cho cô được sự khác biệt giữa hai môi trường phân biệt với môi trường chọn lọc? Môi trường nào nó sẽ có cái khu nó sẽ có tính chọn lọc cao hơn, môi trường phân biệt hay môi trường chọn lọc? Môi trường chọn lọc. Ừ, và em có thấy được, em biết được cái sự khác nhau giữa môi trường phân biệt và môi trường chọn lọc không? Được, cô là môi trường môi trường chọn lọc thì nó chỉ cho vi khuẩn nó ngăn cản các vi khuẩn trừ loại muốn khảo sát thôi. Là môi trường chọn lọc. Còn môi trường phân biệt? Môi trường phân biệt là nó tách riêng hai cái loại ra, nhưng mà hai loại đó nó vẫn phát triển. À thôi cũng được. Tên gì đó em? Dạ Bích Thủy. À, cảm ơn Thủy. Môi trường phân biệt các em hả, ví dụ như bây giờ cô bước vô một lớp, cô nói nè hả, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài này, và với cái bài này thì cô cần những bạn nam ngồi riêng một giải, những bạn nữ ngồi riêng một giải. À, thì như vậy thì cô chỉ việc nam thì sẽ tự động bước qua bên này, nữ thì bóc qua bên này, được chưa? Nam thì tóc ngắn, nữ thì tóc dài, thường như vậy. Thì đó là cô đang làm cái phép phân biệt ha. Như vậy thì đó là môi trường phân biệt, nó sẽ giống như vậy. Còn chọn lọc là sao? Cô bước vô lớp, cô nói là hôm nay chỉ có bạn nào ha, mà làm kiểm tra được 10 điểm ngày hôm trước thì mới được học tiếp thôi, còn lại là đi về nhà học lại. Vậy thì lúc đó là cái bạn nào mà 10 điểm ngày hôm trước chỉ duy nhất cái bạn đó thì lại được học tiếp, ví dụ vậy, hoặc là được thưởng chẳng hạn, nếu bạn khác thì không. Thì đó là chọn lọc. Như vậy môi trường chọn lọc là môi trường mà chứa chất ức chế đa số những cái vi khuẩn hoại sinh không cần thiết, hoặc là ví dụ như môi trường chọn lọc ở đường ruột thì nó hay ức chế vi khuẩn gram dương mấy đó, tại vi khuẩn đường ruột là gram âm, hoặc là nó ức chế những cái vi khuẩn mà hoại sinh ở gram âm khác trong ruột á, để con vi khuẩn của mình nó không bị cạnh tranh, nó sẽ mọc lên rất là đặc trưng với những cái khóm rất là đặc trưng. Còn môi trường phân biệt á, là nó vẫn cho phép những cái vi khuẩn nó mọc, nhưng mà có điều á, là vi khuẩn mọc thì nó có thể chia thành hai nhóm, ví dụ như vi khuẩn gây bệnh với vi khuẩn hoại sinh, vi khuẩn lên men saccharo, vi khuẩn không lên men saccharo, vi khuẩn sử dụng được axit amin này, vi khuẩn không sử dụng được axit amin đó, thì có nghĩa là nó cũng mọc, nhưng mà thường nó sẽ được chia làm hai nhóm dựa vào cái màu sắc khuẩn lạc mà nó tạo ra. Hình dung được ha, thì đó là môi trường phân biệt. Như vậy môi trường phân biệt thì nó sẽ ít cái tính chặn lọc hơn. Và hôm nay cô sẽ nói cho các em về một số môi trường phân biệt mà chúng ta sử dụng. Môi trường đầu tiên là môi trường mắt con cây, viết tắt là môi trường MC. Môi trường này chứa chất nền là đường lacto và chỉ thị sử dụng là chỉ thị đỏ trung tính. Như vậy thì khi cô cấy các cái vi khuẩn trên môi trường này, nó sẽ chia thành hai nhóm là gì vậy mấy đứa? Dạ thưa cô, là không lên men lacto với lại lên men lacto. À đúng rồi, không lên men lacto với lại lên men lacto hả? Không lên men lacto thì lên men lacto nó sẽ tạo ra axit và nó sẽ làm cho cái khóm này xuất hiện màu,
màu đỏ. Còn không lên men lacto thì nó sẽ không tạo ra axit. Và như vậy cái khóm này nó sẽ có cái màu nhạt nhạt giống như màu môi trường. Môi trường nó vốn có màu giống vậy nè các em. Thì khóm này nó cứ nhạt nhạt giống như màu môi trường chứ nó không có màu đỏ. Được chưa? Rồi, và bạn nữ cho cô biết nha. À, em đang trả lời á. Cái môi trường mắt con cây này nè, nó dùng để phân biệt những cái Cô kêu con thì phải mua những cái thẻ chữ cho con học á. Khi con nói chữ nào thì con mới vô lên đường. À ok. Con vậy... không ra con thay được. Ok, vậy cuối tuần này ba mẹ dắt con đi mua thẻ chữ nha. Dạ. Con học đỡ hôm nay đi ha. Rồi, thì những cái vi khuẩn đường ruột thuộc họ entero, bacteria, ôi giết sót rồi. Ôi giết sót tùm lum mấy đứa. Bacteriaceae mấy đứa. Thì các em có nhớ là đây là cái họ vi khuẩn mà gồm nhiều đại diện nhất trong cái nhóm vi khuẩn đường ruột không các em? Đó, và chúng ta biết đó là Salmonella và Shigella thuộc cái họ này. Thế là chúng ta sử dụng môi trường mắt con cây. Thì môi trường mắt đối với họ Enterobacteriaceae thì chúng ta thấy có hai nhóm. Đó là nhóm những cái vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt và những cái vi khuẩn mà không gây bệnh, nó chỉ là những cái vi khuẩn mà có thể cơ hội mà thôi. Thì những vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt như là Sansi nó thuộc nhóm này nè. Vi khuẩn cơ hội ví dụ như là Klebsiella thuộc nhóm này nè, E. coli thuộc nhóm này nè. Được chưa? Thì các em có nhớ là chúng ta sử dụng cái phản bạn nữ vừa trả lời á, em có nhớ là chúng ta sử dụng cái phản ứng về khảo sát khả năng lên men gì để phân biệt hai nhóm này một cách sơ bộ không mấy đứa? Hôm em. Em biết không? Dạ, thì cô lên men lacto giờ cô. Đúng rồi, lên men lacto hả? Lacto mà lên men được lacto thì có gây bệnh không em? Dạ, dạ thưa cô là không gây bệnh. Đúng, lên men thì không gây bệnh, nguyên tắc có không không có. Có khả năng lên men thì không gây bệnh. Như vậy lacto dương tính là đối với vi khuẩn gây bệnh cơ hội. Còn không lên men được lacto thì sao? Dạ thưa cô là không. Đúng rồi. Tên gì đó em? Dạ Quỳnh Khánh. Rồi, cảm ơn Khánh. Như vậy thì chúng ta có thể thấy vi khuẩn mà lên men được lacto thì vậy thì ở đây khóm màu đỏ là cho chúng ta thông tin là vi khuẩn này có gây bệnh không Khánh? Dạ, dạ thưa cô là màu đỏ là không gây bệnh, màu đỏ là gây bệnh. Đỏ là gây bệnh hay không gây bệnh? Dạ thưa cô là đỏ là không gây bệnh, còn không màu đỏ là gây bệnh. À, không màu đỏ là gây bệnh, chính xác ha, cảm ơn Khánh. Như vậy thì ở đây cô hỏi mấy đứa nha, ví dụ như nếu mà trên đĩa của cô mà cô thấy xuất hiện toàn là, cô thấy Thanh Thảo, nếu cô thấy xuất hiện toàn khóm đỏ thì cô, nó cho cô cái dữ liệu gì vậy Thảo? Dạ yeah, nó có là vi khuẩn gây bệnh. Lát ôi trời ơi, toàn khóm đỏ mà. Ủa? Nếu toàn khóm đỏ thì nó cho cô dữ liệu gì vậy Thảo? Dạ, lát dương tính. Lát dương tính thì còn có thể liên hệ được thêm cái thông tin gì nữa không? Là vi khuẩn không gây bệnh. Đúng rồi, không hề có vi khuẩn gây bệnh. Rồi, còn nếu như mà cô thấy lẫn với khóm đỏ, tại vì trong đường ruột của chúng ta thì dĩ nhiên phải có những vi khuẩn không gây bệnh. Lẫn với khóm đỏ, cô thấy có nhiều khóm không màu thì cô có được thông tin gì nữa về Thảo? Dạ, yeah, lát âm tính là vi khuẩn gây bệnh. Đúng rồi, chính xác ha. Rồi, cảm ơn em. Môi trường phân biệt tiếp theo chúng ta sẽ nói tới là môi trường TCBS. Môi trường này nó sẽ chứa chất nền là đường saccharo, là đường mía đó mấy đứa. Và chỉ thị là xanh bromothymol, nó sẽ có màu xanh lá, nó giống như ống TCBS của kem vậy đó. Và môi trường này sẽ phân biệt vi khuẩn thành hai nhóm, đó là có khả năng lên men saccharo và không có khả năng lên men saccharo. Thì vi khuẩn mà lên men saccharo nó tạo ra axit và chỉ thị này sẽ chuyển sang màu vàng. À, còn không lên men saccharo thì nó sẽ là màu xanh. Được chưa? Nó nghĩa là nó có nguyên cái màu của môi trường. Và Vibrocholerae của chúng ta thì thuộc cái nhóm những cái vi khuẩn lên men saccharo. Như vậy, nếu thấy khóm vàng, chúng ta có thể khẳng định đây là vi khuẩn lên men sắc. Ồ, xin lỗi. Nếu thấy khóm vàng, chúng ta có thể khẳng định đây là Vibrocholerae được không hả?
Hiếu Ngân. Thưa cô là không. Tại vì tại sao vậy? Mất cô đi. Tại sao Ngân? Dạ thưa cô là tại vì con vi khuẩn đó là gây bệnh chuyên biệt à? Không phải. Bởi vì không phải Vibrio mà một số vi khuẩn khác hiếm hoi thôi, mặc dù ít nhưng nó cũng có khả năng lên men Saccharo. Do đó thì nếu thấy Saccharo, nếu thấy có khóm vàng, chúng ta chỉ có thể là nghi ngờ có thể có Vibrio mà thôi. Hình dung được chưa? Rồi, môi trường chọn lọc thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào các cái môi trường sau đây. Đó là môi trường SS. À, môi trường này viết tắt của hai chữ S là viết tắt của Salmonella và Shigella. Ở trên môi trường này nó sẽ phân biệt thành hai trường hợp, đó là có san hoặc si hoặc không có cả hai con này. Có nghĩa là nó sẽ chia thành hai loại nhóm, hai loại khóm. Nếu như có san hoặc si trong môi trường thì nó sẽ cho cái khóm không màu. Còn nếu như những cái vi khuẩn nào không phải Salmonella và Shigella mà nó mọc được trên môi trường, bình thường nó bị ức chế em. Rồi nếu nó mọc được, nó giỏi mà nó mọc được thì nó sẽ cho khóm màu hồng. Hình dung được ha. Và các em lưu ý cho cô là trong một mẫu bệnh phẩm thì không đồng thời có cả san và si, có nghĩa là một người cùng một lúc chỉ có thể nhiễm Salmonella hoặc Shigella mà thôi, bởi vì đây là hai vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt. Ha? Cùng một vị trí, cùng một cái đặc điểm gây bệnh thì chỉ đồng thời nhiễm một vi khuẩn mà thôi. Cho nên nếu người này nhiễm Salmonella thì không có si, và nếu nhiễm si thì sẽ không có Salmonella. Rồi bây giờ cô hỏi các em nè, nếu như trên môi trường SS mà cô thấy toàn khóm hồng thì cô kết luận sao vậy hả? Công Hiếu. Chào cho cô là có Salmonella âm tính, Salmonella âm tính và có Shigella dương tính. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Không phải, chỗ này là không có cả san và si. Phải. À ok. Dạ, và không có cả hai. Không có cả hai. Được chưa? Còn nếu như lẫn với những khóm hồng cô thấy có nhiều khóm không màu thì cô kết luận sao Hiếu? Là có san hoặc là có si dương. Hoặc chính xác. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ đối với môi trường BSA thì nó chỉ có một chữ S thôi, đó là chọn lọc cho Salmonella. Trên môi trường này sẽ chia làm hai cái trường hợp, đó là nếu là những khóm của vi khuẩn Salmonella nó sẽ có màu đen ánh kim, còn nếu là những khóm của vi khuẩn không phải Salmonella, các em nhớ là không phải Salmonella, có nghĩa là nếu không phải Salmonella thì thường nó không mọc được trên BSA. Nếu nó mọc được thì nó chỉ là khóm xanh rêu mà thôi. Và đối với môi trường BSA thì cô sẽ giải thích tại sao nó cho ra khóm đen ánh kim. Lý do là bởi vì như thế này nha các em. Môi trường này nó viết tắt của chữ là bismuth. Môi trường này chứa cái hợp cái muối là bismuth sulfite mới đó. Và sulfite là một cái hợp chất có chứa lưu huỳnh. Như vậy thì vi khuẩn Salmonella của chúng ta có khả năng sử dụng cái enzyme dehydrogenase để phân giải hợp chất sulfite này tạo thành một cái hợp chất có chứa, tạo thành khí H2S. Và khí H2S này sẽ kết hợp với cái gì các em? Sắt 2 cộng để tạo thành tủa FES có màu đen. Ngoài sắt 2 cộng thì chúng ta có thể sử dụng chì cũng cho tủa BBS có màu đen. Và như vậy chúng ta đã lý giải được tại sao lại có cái màu đen ở đây. Là bởi vì Salmonella phân giải hợp chất sulfite trên môi trường bismuth. Đồng thời khi nó phân giải với hợp chất này các em thì nó lại lấy mất đi cái muối sulfite. Như vậy thì bismuth sẽ được giải phóng ở dạng tự do. Chỉ còn có bismuth tự do thì như vậy nó trở thành một cái kim loại tự do, và chính điều đó khiến cho nó có cái ánh kim. Các em hiểu được chưa? Đó, bismuth được giải phóng dạng tự do khi Salmonella nó lấy mất đi cái gốc sulfite để nó phân giải rồi, thì như vậy nó sẽ tạo nên cái ánh kim, là ánh kim loại đó. Thì đó là lý do tại sao Salmonella tạo ra khóm đen ánh kim. Những vi khuẩn khác không phân giải được sulfite thì nó tạo ra cái màu giống như màu môi trường, đó là màu xanh bình thường. Rồi, môi trường chọn lọc tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là môi trường bếp tôm kiềm.
Rồi, đối với môi trường bê tông kiềm á các em thì pH của nó sẽ tầm khoảng là pH 9. Môi trường này nó giúp chặn lọc cho vi khuẩn Vibrio các em. Nếu là Vibrio thì nó sẽ tạo ra cái ván nổi lên trên bề mặt. Còn nếu không có Vibrio trong môi trường, nếu có Vibrio thì nó tạo ván, còn nếu không có Vibrio thì nó sẽ không có ván, nó chỉ hơi đục đục mà thôi. Lý do tại sao lại như vậy? Các em biết là môi trường kiềm pH 9 nó chính là yếu tố chặn lọc. Nếu như môi trường bismuth sulfate agar nó là một cái yếu tố để làm nổi bật cái salmonella và nó chứa muối mật để ức chế những vi khuẩn khác, thì đối với bếp tông kiềm, kiềm sẽ là yếu tố ức chế. Miễn vi khuẩn khác các em nó ưa trung tính, ở trong môi trường kiềm nó đâu có mọc nổi, đúng không? Còn Vibrio nó ưa kiềm cho nên trong môi trường kiềm nó sẽ mọc. Trong môi trường kiềm Vibrio sẽ mọc. Ok nha. Và Vibrio nó sẽ mọc rất là mạnh mẽ luôn, tại mấy con khác bị ức chế hết trơn rồi. Thêm nữa là bếp tông rất là giàu dinh dưỡng nữa. Vừa mấy con khác vừa bị đánh cho bãi sủi hết trơn rồi mà còn gặp môi trường giàu dinh dưỡng, cho nên Vibrio như hổ mọc thêm cánh gì đó, nó sẽ mọc lên ầm ầm và nó hiếu khí mấy đứa, cho nên trong cái ống lõm bếp tông kiềm nó sẽ mọc và tạo thành một cái lớp ván trắng nổi lên trên bề mặt. Và chúng ta vớt cái ván này đi nhuộm thì chúng ta sẽ thấy hình dạng phẩy khuẩn rất là đặc trưng trong đây. Hình dung được chưa? Đó, thì đó là đặc điểm của môi trường bếp tông kiềm. Môi trường này các em được khuyến cáo bởi Tổ chức Y tế Thế giới trong việc giúp phát hiện và chẩn đoán nhanh bệnh tả, tại vì bệnh tả nó lây lan rất là dữ dội và nó nguy hiểm nhanh tới tính mạng của bệnh nhân nữa các em. Cho nên là người ta để phát hiện nhanh thì người ta sẽ lấy cái mẫu phân của bệnh nhân các em, nhỏ một vài giọt vào trong bếp tông kiềm. Sau khoảng 4 giờ ủ thì cái ván nó sẽ nổi lên trên bề mặt và giúp cho chúng ta chẩn đoán là nhanh, thay vì nuôi cấy thông thường phải mất tới 24 tiếng. Thì môi trường bếp tông kiềm được coi là môi trường tăng sinh và chọn lọc cho Vibrio, vừa giúp nó mọc mạnh hơn mà vừa giúp chọn lọc riêng con đó khi ức chế những vi khuẩn khác. Hình dung được ha? Rồi, như vậy thì hôm nay, đối với buổi hôm nay thì chúng ta sẽ mẫu phân số 1 tìm Sanxi, chúng ta sẽ phân lập lên môi trường mắt con cây, SF và BSA. Hỏi mấy đứa nè, tại sao lại phân lập lên môi trường BSA? Hả Như Ngọc, tại sao cô lại chọn môi trường BSA? Dạ, cô hỏi lại cái cô em không chuyên nghe gọi luôn. Ý là tại sao cô lại chọn môi trường BSA trong việc phân lập chọn lọc Salmonella hoặc là Shigella? Dạ cô, làm cái gì nè, vì cái môi trường đó là nó sử dụng để phân lập hai công vi khuẩn này với lại C, nhưng mà cái BSA thì dùng để chọn lọc được cái con sát thôi cô. Con san thôi, còn SS thì nó chọn lọc cho con nào? Dạ là SS là chọn lọc một là con sát hoặc là con C. Như vậy thì BSA là chọn lọc mỗi con san thôi, còn dạ. SS thì chọn lọc hai con C hoặc san. Rồi còn em mắt con cây thì nó có ý nghĩa gì? Dạ là mắt con cây là dùng để cái gì phân biệt cái dương tính với lacto hoặc là lên men lacto hoặc không lên men lacto. Cụ thể là nó phân biệt cái có vi khuẩn gây bệnh hay không. Sanxi dạ. Nó thuộc nhóm là gây bệnh, cho nên nếu như ngay từ thạch mắt con cây mà nó đẻ không có vi khuẩn gây bệnh rồi thì chắc chắn trên SS và BSA nó không mọc nổi, bởi vì mắt đây là môi trường bình thường mà nó đẻ không mọc thì làm sao trong môi trường chọn lọc mà nó có được. Cho nên ở đây chúng ta mới lưu ý là chúng ta sẽ quan sát ba cái đĩa này theo mức độ chọn lọc tăng dần. Ví dụ như cô đọc tới mắt con cây mà cô thấy không có vi khuẩn gây bệnh, bỏ luôn hai đĩa này, đọc gì nữa? Không mà hết con cây không mọc, sao SSBSA nó mọc được? Như Ngọc đúng không em? Đúng rồi cô. Cảm ơn Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát theo sơ đồ như sau. Đó là đầu tiên cô sẽ quan sát đĩa mắt con cây. Nếu đĩa mắt con cây xuất hiện toàn khóm màu đỏ thì cô kết luận như thế nào? Cô trả lời câu hỏi như thế nào đây hả? Mấy đứa? Alo. Nếu đĩa mắt con cây của cô mà xuất hiện toàn khóm màu đỏ thì cô trả lời cái câu hỏi về cái đề bài đặt ra như thế nào đây? Vi khuẩn không gây bệnh ạ? Cô là không có Sanxi.
Đúng rồi, thay vì trả lời có vi khuẩn không gây bệnh hoặc là trả lời không có xanh thì đều đúng như nhau, được chưa? À, nhưng mà tốt nhất mình nên trả lời thẳng vào câu hỏi, đó là không có xanh xì. À, là như vậy là kem quẹo qua cái hướng này luôn, kem kết luận luôn. Và sau đó thì còn đi được nữa không? Thôi đi gì nữa, đủ rồi, dừng lại luôn. À, hai bạn tên gì đó? À, chị Mỹ Uyên. Mỹ Uyên hả? Dạ. Và Đăng Hưng hả? Dạ dạ. Ủa Đăng Hưng sao nãy cô giờ cô chưa gọi nó nhờ? Hưng trả lời tiếp nè. Bây giờ nếu trong trường hợp có xuất hiện cái khóm không màu, có xuất hiện sơ khóm không màu, có nghĩa là dĩ nhiên là phải vừa có khóm màu đỏ nữa và vừa có khóm không màu nữa. Thì như vậy nếu trong trường hợp mà có khóm không màu thì chúng ta sẽ kết luận như thế nào vậy Hưng? Dạ cô là có san si. Ú, chưa nha. Vội vàng à, quá. À dạ cô là không màu thì có vi khuẩn gây bệnh. Đúng rồi, có vi khuẩn gây bệnh. Như vậy thì chúng ta sẽ quẹo qua hướng này. Được chưa? Hồi nãy quẹo qua hướng kia là biết đường rồi, giờ quẹo qua hướng này. Vậy thì mình sẽ quan sát tiếp trên đĩa SS. Nếu trên đĩa SS mà xuất hiện toàn khóm màu hồng không thì mình sẽ kết luận sao vậy Hưng? Thì cô là không có san si. Đúng rồi, có nghĩa là mình sẽ quẹo qua hướng này và kết luận là không có san si. Hình dung được ha. Tuy nhiên, bây giờ trên SS đó, cô thấy là nó không phải chỉ có những khóm màu hồng, mà cô thấy nó lại còn có những khóm không màu ở trên đó nữa. Vậy thì cô kết luận sao? Cô nói cô kết luận sao đây? Dạ cô là có san si. Có san, nhưng mà giờ đó là san hay si? À san hoặc si. À có biết được con nào không? Dạ không. Vậy thì mình xem tiếp trên đĩa gì? BSA. Trên BSA nếu như cô thấy có xuất hiện khóm đen ánh kim, à vậy thì cô kết luận mẫu người này nhiễm là Salmonella. Vậy thì có Shigella trong mẫu không? Dạ không. Không. Còn nếu như cô không thấy khóm đen ánh kim nào hết trơn á, đi tới đây mà không thấy khóm đen nào hết trơn, tới toàn khóm xanh rêu hoặc thậm chí là chẳng có khóm gì cả, vậy thì cô kết luận sao? Dạ cô thì có, không có Salmonella, có Shigella. Đúng, có nghĩa là trong trường hợp này kết luận là không có Salmonella. Mà ở trên mình nói là có san hoặc có si, mà xuống dưới cái đĩa BSA nó nói cho mình biết là không có san. Vậy thì dữ liệu cuối cùng kết luận lại là chúng ta có Shigella trong mẫu bệnh phẩm. Rồi, cảm ơn Hưng ha, rất là tốt luôn. Bây giờ tiếp tục nha. Chúng ta như vậy thì cô hỏi các em nè. Như vậy cô hỏi các em nè. Cái nếu kết luận là Salmonella, chúng ta sẽ lấy khóm màu nào, trường nào để chúng ta đi nhuộm, để đi nhuộm ra và đi cấy sinh hóa cho nó chắc chắn là Salmonella đây. Dạ thưa cô là đen ánh kim trên môi trường BSA. Ừ, nếu như ngoài đen ánh kim cô lấy được cái nào nữa không bé? Dạ thưa cô là SS trên môi trường không màu trên môi trường SS ạ. Đúng chưa? Rồi, hợp lý. Bởi vì đây đều là hai môi trường chọn lọc cho Salmonella, cho nên chúng ta sẽ lấy hai môi trường này khóm không màu. Tại vì chúng ta đã kết luận nó là Salmonella, cho nên chắc chắn khóm không màu trên SS là Salmonella. Và chắc chắn là cái khóm đen ánh kim trên BSA là Salmonella. Còn đối với Shigella thì chúng ta lấy cái nào nhuộm đi em? Dạ thưa cô là lấy không màu trên môi trường SS ạ. Tại sao cô không lấy khóm xanh rêu trên BSA? Thưa cô là rêu trên BSA nó chỉ nhận, nó chỉ có, nó đã nhận biết được Shigella rồi. Không, khóm xanh rêu trên BSA nó cho mình thông tin là gì? Ý là những cái khóm xanh rêu này là vi khuẩn gì ở trong đó? Dạ thưa cô là vi khuẩn gây bệnh đó cô. Không, coi lại nè, nếu khóm xanh rêu thì nó cho em thông tin gì? Đó, em nhìn lên sơ đồ này coi. Salmonella. Salmonella hả? Khóm xanh rêu trên BSA nó cho em thông tin gì? Được rồi, tên gì đó bé? Dạ tên Khánh cô. Quỳnh Khánh hả? Dạ.
Rồi, cảm ơn Khánh. Khóm Salmonella trên khóm xanh rêu trên bé ra nó chỉ cho chúng ta thông tin duy nhất: tôi không phải là Salmonella. Tôi có thể là bất kỳ vi khuẩn nào, tôi đủ mạnh và đủ nhiều để mọc trên bé xe thì tôi được cho màu rêu. Tôi không phải Salmonella. Đó, như vậy chúng ta không thể nào lấy khóm màu rêu này mà chúng ta áp nó là Salmonella cả. Đúng không các em? Và ở đây chúng ta sẽ lấy khóm không màu trên ép, bởi vì không màu trên ép cho chúng ta biết chắc chắn là San hoặc Si. Chỉ có điều là không biết San hay Si thôi. Nhưng mà xuống với bé SA mình nói là không có San thì hiển nhiên cái không màu ban đầu đó chính là Salmonella. Hình dung được nha. Rồi. Đối với mẫu phân số 2 thì sao? Đối với mẫu phân số 2 là mẫu phân có gạo. Thì cái mẫu phân này là mấy đứa, chúng ta sẽ đi tìm coi có vip rocolere trong mẫu hay không. Chúng ta sẽ phân lập lên môi trường TCB và bếp tông kìm. Hả? Và trên môi trường TCB và bếp tông kìm, nếu trên TCB có khóm vàng, hả? Chúng ta sẽ quan sát trên bếp tông kìm. Bếp tông kìm mà có ván nữa thì chúng ta kết luận là vip rocolere. Còn nếu một trong hai dữ kiện không thỏa mãn, không khóm vàng hoặc không ván thì chúng ta không thể kết luận được. Hình dung được nha. Rồi, vậy thì bây giờ theo các em, cô sẽ chọn những cái, nếu kết luận là vip rô thì cô lấy ở đâu cô đi nhuộm ram vậy mấy đứa? Dạ, cô là ván trên ván bề mặt ở trong môi trường bếp tông kìm. Đúng rồi, chúng ta sẽ lấy ván trên bề mặt và thấy hình dạng vi khuẩn rất là đặc trưng. Còn nếu em lấy khóm vàng đó mấy đứa, thứ nhất là biết đâu những vi khuẩn khác cũng có thể cho khóm vàng. Và cái thứ hai nữa là vi khuẩn Vibro mà trên TCB thạch rắn thì nó sẽ là hình que và nó nhầy nhầy rất là khó quan sát. Cho nên Kem nên lấy ván thôi. Tên gì đó em? Dạ, cô là Quỳnh Giang. Ủa? Nên nãy giờ lòi ra thêm mấy đứa nữa vậy? Nãy giờ cô đâu có nhớ đâu, cô đâu có thấy tên ở trên đó đâu ta. Em mới vô hả? Dạ không cô, em học từ đầu giờ. Nãy ủa, có hồi nãy có một lần dạ nãy có một lần em bị rớt hả? Dạ không, hồi nãy có một lần em bị rớt mạng á cô. À rồi, ok rồi. Giờ xong như vậy thì bài hôm nay của chúng ta kết thúc. Trước khi kết thúc thì cô muốn kem cô đưa ra những cái tình huống và kem sẽ làm thử coi ok hay không nhé. Đây là môi trường nè, cô có những cái môi trường. Bây giờ câu hỏi cô đặt ra là có San và Si hay không. Thì môi trường cô là mắt con cây SS và PSA. Đầu tiên trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3. Cô sẽ có 6 trường hợp như sau. Trường hợp đầu tiên, trường hợp 1, trên mắt con cây cô thấy khóm đỏ, trên SS cô thấy khóm hồng, trên PSA cô thấy khóm xanh. Cô kết luận sao vậy Huỳnh Phụng? Dạ, cô nó là khóm khóm tròn. Trời ơi, cô chỉ hỏi là kết luận sao thôi. Có màu. Kết luận sao có nghĩa là hãy tập trung vô câu hỏi, đề bài người ta hỏi là có Salmonella và Salmonella không trong mẫu hay không. Dạ là không có vi khuẩn gây bệnh ạ. Ừ, vậy thì có nghĩa là không San không Si đúng không? Dạ. Rồi, đúng rồi, tốt lắm Phụng. Tiếp tục, nếu trường hợp 2 trên mắt con cây cô thấy khóm đỏ, trên SS cô không thấy vi khuẩn mọc, có nghĩa là môi trường này nó, tại vì bản thân nó là môi trường chọn lọc thì nó phải có chất ức chế em, và mấy con vi khuẩn nó không có mọc được, trên vi khuẩn cái trường hợp 2 thì vi khuẩn nó không mọc nổi này luôn. Trên PSA cô thấy nó có khóm màu xanh rêu. Như vậy thì cô kết luận sao vậy? Giang trả lời luôn đi em. Dạ cô là không có San Si. Ừ đúng rồi, và từ bước nào là em biết là nó không có San Si vậy? Dạ cô là từ bước đầu MC. Đúng rồi, chính xác đó. Từ bước đầu là chúng ta đã đủ để nhận biết rồi, chẳng cần phải đợi gì xa xôi hết. Tại trường hợp số 3, trường hợp số 3 là trên mắt con cây cô thấy nó có khóm không màu, trên SS cô thấy nó có khóm đỏ, khóm hồng, trên PSA cô thấy là nó không có mọc chẳng hạn. Như vậy thì theo các em, trường hợp này cô kết luận sao vậy? Quốc Bảo. Ừ? Mất tiêu rồi. Đồ, lại lấy của tao mà. Bảo ơi, trường hợp này cô kết luận sao vậy?
Úi dồi ôi, nó lặn đâu rồi. Duy Khương, là... trường hợp này. Ủa, ai vậy? Ai đang lên tiếng vậy? Thì cô vừa gọi em đúng cô. Mà em tên gì vậy? Dạ Quốc Bảo. Ừ, vậy em trả lời đi. Trường hợp số 3 cô có luận sao, có sanh si hay không? Dạ thưa cô, là đối với MC là sẽ có vi khuẩn. Vi khuẩn gì? Là không có. Ừ. BSI là... không có con nào mọc. Dạ không ạ. Vậy thì tóm lại em kết luận sao? Dạ là sẽ có. Có cái gì? Trời ơi. Có SS. Cô hỏi là có sanxi hay không? Trả lời cái gì á? Dạ có sanxi. Trời ơi, có đâu mà có. Chắc bị đánh chết quá. Duy Khương. Dạ, kết luận là không có sanxi. Từ môi trường nào mà em biết là không có sanxi? Dạ, từ SS màu hồng đó cô. Đúng rồi, từ SS màu hồng, chính xác. Chỗ này là không sanxi. Rồi, cô hỏi tiếp nha, bạn khác nha. Cảm ơn Khương. Chỉ cần nói vậy là biết hiểu hay không rồi. Rồi, em chỉ cần nói tới từ cái môi trường nào biết không hay là biết là đi đúng hay không nè. Trường hợp số 4, trên SS có khóm không màu. Ở lộn, trên mắt con cây có khóm không màu. Trên SS nó không có mọc. Và trên DSA em thấy có màu rêu. Như vậy thì em có luận sao đây hả? Bảo Trình. Hả? Ai giơ tay, cô không có thấy gì đâu. Nói thì nói luôn đi, đừng có giơ tay. Cô này là có vi khuẩn Shigella. Bảo Trình đó hả? Dạ. Yeah. Sai rồi, bạn nào biết nè. Dạ cô, là không, chỉ là không có san thôi. Vậy thì tấm lại có si không? Dạ không, chắc là có si. Hả, chắc chứ. Bây giờ trả lời dứt khoát đi, có hay không có nè. Vậy là có si cơ. Ừ, vậy là không đúng rồi. Nếu có si anh la thì nó phải mọc trên SS chứ em, đúng không? Dạ cô, cô là không. Ủa thôi em trả lời đi. Dạ cô là không có san si nhưng mà có các loại vi khuẩn gây bệnh khác. Đúng rồi, không có san si. Tên gì đó? Dạ Đăng Hưng. Đăng Hưng. Đăng Hưng rồi, cô thấy rồi. Rồi, bây giờ trường hợp số 5 nè. Hả, không màu. Không màu. Màu đen ánh kim. Thì kết luận sao mấy đứa này dễ nè? San thôi, có việc cũng san. Rồi, em trả lời tiếp luôn nha. Không màu. Không màu. Và ở đây là màu rêu hoặc là không có vi khuẩn mọc, thì em kết luận sao bé? Cô là không, không san, không si. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Không, không màu, không màu, rêu và không mọc. Si hả cô? Đúng rồi, tại vì đâu nhất thiết là nó phải mọc đâu em, biết đâu nó chứa những cái vi khuẩn yếu xìu nó không mọc, thì trên môi trường chọn lọc cho xanh đâu nhất thiết nó phải mọc rồi, đúng không? Tên gì đó em? Dạ Ngọc Duy ạ. Rồi, cảm ơn Duy. Ok, rồi vậy làm bài hôm nay của mấy đứa tới đây là được rồi. Mấy đứa học bài nha, buổi sau cô sẽ đầu giờ là cô sẽ rà tất cả những cái bài mà các em sẽ kiểm tra, còn nội dung bài kiểm tra là bài nào thì các em xem lại trên trang LCMS ha. Tuần sau là mình lại gọi tiếp. Cô ơi, cô điểm nhanh giúp em nhé. Em học bù buổi sáng thứ 6 cô. Tên gì em bé? Dạ Như Ngọc đó cô. Dạ hiện như